Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 97. Tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn mọi người trong phòng chờ, tiếp theo tất cả đều nhìn thấy một người ngã trên mặt đất, mà trên ngực người này cắm một con dao, hình như là một con dao ăn, còn về phần là người nào đâm thì không ai biết. Nhưng tất cả mọi người nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia, đang lồm cồm bò dậy, có người nhìn thấy cảnh nàng ta dùng nĩa đâm về phía Tô Bối Bối, cho nên lúc này đương nhiên mọi người đều cảm thấy đây là do nàng làm. Mau báo cảnh sát. Bảo vệ đâu, bảo vệ sân bay đâu rồi? Đi mau, đi mau. Một vài người lập tức chạy ra khỏi phòng chờ máy bay, còn có vài người mặc dù có lá gan tương đối lớn, không có lập tức rời đi, nhưng cũng vô ý thức cách xa nữ tiếp viên hàng không kia, còn có một số người cầm điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Không phải ta, lúc này, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia đã đứng lên, lớn tiếng phản bác, người này không phải do ta giết. Không phải ngươi thì là ai? Một nam nhân đứng lên phản bác, vừa rồi ta đã nhìn thấy ngươi muốn giết vị tiểu thư xinh đẹp kia. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy. Một người ngồi trước hắn phụ họa theo. Hai người này vừa nói vừa đi về phía Tô Bối Bối, họ là một đôi nam nữ chừng 30 tuổi, nhìn giống như một cặp yêu nhau. Vị tiểu thư này, người hãy mau chóng rời khỏi đây đi, ở đây rất nguy hiểm. Nam nhân vừa đi vừa khuyên Tô Bối Bối. Đúng vậy, ta thấy nữ nhân kia căn bản không phải là tiếp viên hàng không thật sự. Nữ nhân đi với hắn cũng lên tiếng. Hai tên ngu ngốc các ngươi cho rằng ta không nhìn ra các ngươi là sát thủ à? Hạ Thiên không nhịn được đánh gãy lời của nữ nhân đó. À, sát thủ. Hai người kia cũng là sát thủ sao? Bên trong phòng khách quý lại vang lên những tiếng kêu sợ hãi, sau đó lại có mấy người bắt đầu chạy ra ngoài. Phòng khách quý này không lớn lắm, một nơi nhỏ như vậy lại ẩn nấp vài tên sát thủ, ở lại đây có xác suất bị ngộ thương quá lớn. Vị tiên sinh này, người đừng có ngậm máu phun người. À, tiên sinh, ta nghĩ người hiểu lầm rồi, ta không phải là... À, đôi nam nữ kia đồng thời lên tiếng phản bác, nhưng bọn hắn còn chưa dứt lời thì đã ngã trên mặt đất. Người đánh gục bọn hắn đương nhiên là Hạ Thiên, sau đó hắn tiếp tục tung một cước gạt ngã nữ tiếp viên hàng trước đó xuống đất, đồng thời rút ra một cây châm bạc đâm vào người cả ba nhanh như chớp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên thu hồi ngân châm lại, khẽ vươn tay bế Tô Bối Bối lên, bối nha đầu, chúng ta đi thôi. Nè, ngươi thả ta ra, ta không muốn trở về. Tô Bối Bối có chút tức giận. Ngươi trúng độc, không quay về sẽ chết. Hạ Thiên nói nhanh. Ta không tin, Tô Bối Bối mới không tin nếu mình không quay thì sẽ chết. Cho dù thuốc độc rất độc sẽ hại chết người, chẳng lẽ nàng không quay về thì tên biến thái kia sẽ không giải độc giúp nàng sao? Ngươi không tin thì kệ ngươi, ta tin. Lúc này, Hạ Thiên đã ôm Tô Bối Bối rời khỏi sân bay. Tô Bối Bối có chút cạn lời, đây là chuyện hoang đường gì vậy, vì hắn tin cho nên có thể dựa theo suy nghĩ của mình để làm loạn à? Nè, ta đã mua vé máy bay rồi, ta muốn đi ra nước ngoài. Tô Bối Bối còn đang cố gắng giãy giụa lần cuối. Ta muốn ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, đó là một mối làm ăn vô cùng lớn, đây chính là chuyện công. Điều đó ta không tin, Hạ Thiên lười biếng nói. Ngươi không tin thì kệ ngươi, ta tin. Tô Bối Bối thở phì phò trả câu này lại cho Hạ Thiên. Nhưng bối nha đầu à, ngươi tin thì cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tô Bối Bối lập tức cạn lời, chính xác, nàng tin tưởng lại có tác dụng gì, tên biến thái này không tin, nên tuyệt đối sẽ không thả nàng đi. Hạ Thiên lại bổ sung một câu, với lại, bối nha đầu, vé máy bay của ngươi đã bị hủy, căn bản không thể lên máy bay được. Tại sao vé máy bay của ta lại bị hủy chứ? Tô Bối Bối nói đến đây mới nhớ tới điện thoại di động của mình còn chưa mở lên, nàng nhanh chóng lấy di động rồi mở ra, tiếp đó nàng phát hiện đúng là mình đã nhận được tin nhắn vé máy bay đã bị hủy. Tô Bối Bối lập tức bó tay, việc này chắc chắn là do hắn làm, mà hắn khẳng định sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn ra nước ngoài. Mấy phút sau, Tô Bối Bối phát hiện mình đã trở về tập đoàn thần y, hơn nữa đã bị Hạ Thiên thả lên trên giường. Y nhân, người có ở bên ngoài không vậy? Tô Bối Bối lập tức kêu to. Nàng kêu gào rất có hiệu quả, làm y nhân đã lập tức xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Chồng, Bối Bối, các ngươi đã về rồi à? Làm y nhân nhìn thấy hai người, có chút ngạc nhiên, đúng rồi, ta cũng chưa ăn cơm tối, các ngươi có muốn cùng đi ăn không? Ngươi nhìn tên háo sắc này giống như muốn ăn cơm tối không? Tô Bối Bối tức giận nói, hắn đang muốn ăn ta thay cơm tối thì có.
Lam Y Nhân không phản bác được, nàng đương nhiên hiểu, vì làm chuyện ấy, nam nhân của nàng đúng là có thể không ăn cơm. Nhưng, chẳng lẽ bây giờ hắn thật sự không kiềm chế nổi, muốn ra tay với Tô Bối Bối như vậy sao? Nhìn dáng vẻ của Tô Bối Bối rõ ràng là không muốn, chẳng lẽ chồng nàng thật sự muốn dùng sức mạnh sao? Bối nha đầu, xem ra ngươi rất muốn ăn đòn, nhưng vì ngươi đang bị trúng độc nên ta sẽ không đánh ngươi. Hạ Thiên lấy ra một cây châm bạc, vợ tiểu y y, nàng khoan hãy đi, ta giúp nha đầu này giải độc rồi thuận tiện tẩy tủy, nhìn xem hiệu quả thế nào. Hạ Thiên nói xong nhanh chóng đâm một châm vào người Tô Bối Bối, nghịch thiên đệ tứ châm lập tức được thi triển. Tô Bối Bối đúng là trúng độc, hơn nữa còn không phải là loại độc thông thường, nhưng đối với Hạ Thiên thì thứ này tương đối bình thường. Hắn muốn giải độc cũng rất dễ dàng, căn bản không cần dùng tới thủ đoạn như tẩy tủy, nhưng vì để chứng minh suy nghĩ của mình, Hạ Thiên vẫn quyết định trực tiếp tẩy tủy cho Tô Bối Bối. Loại việc tẩy tủy đó đối với Hạ Thiên mà nói là đã sớm xe nhẹ đường quen, ngay cả Tô Bối Bối cũng không phải rất hiếm lạ, dù sao nàng từng được tẩy tủy một lần rất nhiều năm về trước, mà lần tẩy tủy kia cũng đã mang đến cho nàng vô số chỗ tốt. Khi Tô Bối Bối cảm thấy trong cơ thể lại có thứ gì đó chảy ra, hai mắt lại bắt đầu bị một vật gì đó che kín, nàng đã biết tẩy tủy thành công. Tiếp đó, nàng cảm giác rất nhiều linh khí tiến vào cơ thể của mình, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện, những linh khí kia không có giữ lại trong cơ thể nàng mà đều rời đi theo ngân châm. Quả nhiên là có thể tiến hành tẩy tủy lần thứ hai. Hạ Thiên có chút hưng phấn, hơn nữa toàn bộ linh khí lấy được từ lần tẩy tủy thứ hai đều tiến vào trong cơ thể của hắn, vì trước mắt cơ thể của Tô Bối Bối đã không cách nào dung nạp nhiều linh khí hơn nữa. Vợ tiểu y y, ngươi cũng nằm xuống, ta lại giúp ngươi tẩy tủy một chút. Lúc này, Hạ Thiên lại quay sang nói với Lam Y Nhân. Được, Lam Y Nhân cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng nằm sát bên cạnh Tô Bối Bối. Nè, tên biến thái chết tiệt kia, ngươi có thể để ta cử động trước được không, ta muốn đi tắm rửa. Tô Bối Bối vội kêu lên, bây giờ nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bối nha đầu, đợi lát nữa ta sẽ tắm cho ngươi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, tiếp đó bắt đầu tập trung châm kim lên người Lam Y Nhân. Mấy phút sau, Hạ Thiên có chút buồn bực, tẩy tủy thất bại. Nói cách khác, Tô Bối Bối có thể tiến hành tẩy tủy lần thứ hai nhưng Lam Y Nhân lại không được, mà hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Nói cho cùng thì tẩy tủy chính là thanh trừ tạp chất trong cơ thể, mà lần tẩy tủy trước đó của Lam Y Nhân đến bây giờ vẫn còn quá ngắn, hiện tại trong cơ thể của nàng ấy không có tạp chất mới. Nếu Lam Y Nhân có thể tích lũy tạp chất chừng mấy năm thậm chí mười mấy năm giống như Tô Bối Bối thì đúng là nàng ấy có thể tẩy tủy lần thứ hai, nhưng nếu chỉ mới ngắn ngủi hơn 10 ngày thì chắc không có cách nào làm được. Vợ tiểu y y, người đi tắm rửa giúp bối nha đầu đi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, bây giờ hắn có chút buồn bực, ngay cả mỹ nữ sắp tới tay cũng từ bỏ. Lam Y Nhân không nói gì, nàng đứng dậy ôm Tô Bối Bối đi vào phòng tắm, mà Tô Bối Bối cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bây giờ nàng còn không thể cử động, nhưng để Lam Y Nhân tắm cho nàng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc để tên háo sắc Hạ Thiên kia ra tay. Bối Bối, dáng người của ngươi thật tốt. Trong phòng tắm, Lam Y Nhân không khỏi cảm khái, chẳng trách chồng mình cứ nhìn chằm chằm Tô Bối Bối không buông, nếu nàng là nam nhân thì cũng sẽ không nỡ. Thật ra trước đó Lam Y Nhân cũng coi như là đại khái thấy qua dáng người của Tô Bối Bối, nhưng khi đó nàng còn có chút mờ mịt, thấy không rõ lắm. Khi Tô Bối Bối mặc quần áo, mặc dù nhìn dáng người cũng rất tốt, nhưng dường như cũng không hơn gì nàng, có điều bây giờ Lam Y Nhân mới chính thức phát hiện, nếu bàn về dáng người thì Tô Bối Bối thực sự tốt hơn nàng rất nhiều. Y Nhân, ngươi đừng có bày ra dáng vẻ như nữ lưu manh được không? Tô Bối Bối có chút cạn lời, còn nữa, ngươi mau giúp ta rửa sạch rồi mặc quần áo đi, không biết tên biến thái Hạ Thiên kia sẽ vào đây lúc nào đâu. À, Tô Bối Bối còn chưa dứt lời thì đã kêu to một tiếng. Vì lúc này Hạ Thiên đã tiến vào. Nè, tên háo sắc chết tiệt kia, người mau đi ra ngoài. Tô Bối Bối có chút xấu hổ. Dáng người của bối nha đầu rất tốt, không làm vợ ta thì thật sự quá đáng tiếc. Hạ Thiên lẩm bẩm, tiếp theo quay người đi ra ngoài. Lam Y Nhân và Tô Bối Bối có chút ngây ngốc, gia hỏa này đột nhiên bị hư đầu rồi. Nếu không thì tại sao hắn lại nghe lời đi ra ngoài như vậy chứ? Vợ tiểu y y. Nàng mặc quần áo cho bối nha đầu xong rồi ôm nàng ấy ra đây, ta muốn tiếp tục thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm cho nàng ấy, làm cho nàng ấy trở nên lợi hại hơn một chút. Giọng nói của Hạ Thiên truyền tới từ bên ngoài. Cuối cùng Hạ Thiên còn tự lẩm bẩm, tại sao nhìn nha đầu đó lại ngon như vậy chứ? Làm ta suýt chút nữa nhìn không được. Y Nhân,
Người mau mặc quần áo vào cho ta đi. Tô Bối Bối lập tức luống cuống, hóa ra tên biến thái kia lo lắng sẽ không thể kiểm soát bản thân được. Lam Y Nhân cũng không hề nhiều lời, nàng nhanh chóng mặc quần áo vào cho Tô Bối Bối rồi ôm đối phương ra ngoài, đặt lên trên giường. Tô Bối Bối phát hiện Hạ Thiên đang đứng bên mép giường, hai mắt nhắm lại, nàng không khỏi nói một câu, nè, ta đã mặc quần áo tử tế rồi, ngươi không cần nhắm mắt lại. Nè, ngươi đừng có ghim kim bậy bạ. Tô Bối Bối đột nhiên kinh hô một tiếng, vì nàng phát hiện Hạ Thiên nhắm mắt lại rồi đâm một châm xuống người nàng. Nghịch thiên đệ ngũ châm, đan thành. Đây là châm pháp mà Hạ Thiên nhắm mắt cũng có thể thi triển, thật ra thì hắn rất lâu không có thi triển châm pháp kia, dù sao thì những cô vợ của hắn đã trải qua giai đoạn này từ rất nhiều năm trước. Bây giờ hắn giống như đang ôn tập một chút mấy châm pháp trong nghịch thiên bát châm. Ôn tập rất thuận lợi, việc thi châm cũng rất thành công, không mất bao lâu, một cao thủ kim đan kỳ mới chính thức ra đời, mà Tô Bối Bối đã nhanh chóng khôi phục lại được năng lực hành động của mình. Đối với Tô Bối Bối mà nói, nàng thực sự không cần phải thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt này. Mặc dù trước đó nàng vẫn luôn có năng lực bình thường, nhưng thật ra nàng biết rất nhiều về những người tu tiên. Thậm chí, nàng còn từng bảo chị họ đưa mình bay lên không trung. Thật ra nàng vẫn luôn hâm mộ loại năng lực này, nhưng nàng luôn biết rất rõ, Hạ Thiên sẽ không tùy tiện cho người ta năng lực kia, một khi hắn đã cho thì sẽ có ý nghĩa gì đó. Bây giờ, nàng cũng chính là như vậy, nàng đã bị hắn nhắm trúng rồi. Tô Bối Bối từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn chằm chằm Hạ Thiên rồi khẽ hừ một tiếng, này, đồ biến thái, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ làm vợ người bằng cách này, ta mới không để cho ngươi được như ý đâu. Nói xong lời này, Tô Bối Bối đã bay ra ngoài từ cửa sổ. Không sai, là bay, hơn nữa còn đang bay về phía bầu trời, bây giờ nàng chỉ muốn bay chơi đùa một chút. Qua, Bối Bối đang bay, Lam Y Nhân chạy đến bên cạnh cửa sổ nhìn Tô Bối Bối đang bay lượn trên bầu trời. Rất hâm mộ. Vợ tiểu y y, nàng đừng vội, qua một thời gian nữa, nàng cũng có thể bay. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy eo Lam Y Nhân, bây giờ, công lực của nàng vẫn chưa đủ, trên lý thuyết ta có thể vận chuyển một chút công lực cho nàng, nhưng hiện tại công lực của ta cũng không quá đủ. Bây giờ bối nha đầu rất keo kiệt nên chắc chắn không muốn chuyển công lực của mình sang cho ta, vì vậy chúng ta vẫn phải chờ đợi. Hạ Thiên im lặng một lúc, lại nói thêm, vợ tiểu y y, nếu nàng muốn bay, bây giờ ta có thể đưa nàng bay một vòng trên không trung. Hiện tại, Hạ Thiên đã có thể thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm, tất nhiên vì công lực của hắn đã khôi phục tới kim đan kỳ, đồng thời băng hỏa linh đan trong cơ thể hắn cũng đã được kích hoạt. Giờ đây, hắn cũng có thể bay lên. Hơn nữa, khi thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm cho Tô Bối Bối, công lực của hắn cũng tăng lên một chút, chỉ có điều đối với hắn mà nói, đây đều là chuyện rất bình thường. Chồng à! Bây giờ anh cũng có thể bay được sao? Lam Y Nhân có chút hưng phấn, nhìn ra bên ngoài một chút, nàng lại hơi lo lắng, chúng ta bay trên không trung, nếu bị người khác nhìn thấy, có phải sẽ bị coi như là người ngoài hành tinh không? Ôi, vợ tiểu y y, nàng không cần lo lắng về chuyện đó. Cho dù chúng ta bị coi là người ngoài hành tinh thì cũng không ai dám đến bắt chúng ta đâu. Vì chính ta là người chịu trách nhiệm giải quyết mấy chuyện đó. Hạ Thiên thản nhiên nói, hơn nữa. Ta từng nghe vợ Mỹ Nhi nói, cho dù chúng ta thực sự bị người khác nhìn thấy đang bay, những người kia cũng nghĩ là chúng ta đang sử dụng thiết bị công nghệ cao nào đó, dù sao thì hiện tại cũng có loại thiết bị này. Cuối cùng, Hạ Thiên lại bổ sung thêm một câu, thực ra, vợ tiểu y y, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Vậy thì chồng à, chúng ta hãy tìm một chỗ để ăn tối rồi ngươi đưa ta bay qua đó. Lam Y Nhân vẫn rất muốn được trải nghiệm một chút. Mà vừa nói xong lời này. Nàng đã cảm giác cái eo nhỏ nhắn của mình được ôm chặt, sau đó cả người bay ra ngoài cửa sổ. Vợ tiểu y y, nàng không cần lo lắng, điều này cũng giống như đi trên mặt đất vậy. Giọng nói của Hạ Thiên truyền đến bên tai, Lam Y Nhân giật mình nhận ra bản thân thực sự có chút lo lắng, đến mức nàng đang ôm Hạ Thiên rất chặt, không dám nhìn xung quanh. Lam Y Nhân rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, mà khi bình tĩnh lại, nàng phát hiện ra bản thân thật sự đang ở trên bầu trời, trong nháy mắt. Nàng cảm thấy điều này cũng giống như ngồi trên máy bay, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vẫn không giống nhau. Nhưng, cuối cùng Lam Y Nhân cảm thấy rằng nếu như nàng có thể tự mình bay, trải nghiệm chắc chắn sẽ khác. Chồng à, về sau ta thật sự có thể tự mình bay được sao? Hiện tại Lam Y Nhân rất quan tâm đến chuyện này. Tất nhiên là có thể, hơn nữa không cần phải đợi lâu. Chỉ qua một thời gian ngắn là được rồi. Hạ Thiên tràn đầy tự tin đối với chuyện đó.
nếu bố nhà đầu kia đồng ý chuyển một chút công lực sang cho hắn, sau đó hắn sẽ chuyển những công lực kia cho Lam Y Nhân, rất nhanh Lam Y Nhân sẽ có thể bay được. Tất nhiên là Hạ Thiên biết bây giờ Tô Bối Bối sẽ không đồng ý, mặc dù trong tương lai nàng chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng hiện tại nhà đầu đó ỷ vào việc mình có dáng người đẹp nên bắt đầu kiêu ngạo. Hừm, hình như đang muốn ta dỗ dành đây mà, Hạ Thiên âm thầm nói thầm. Chỉ có điều, đó là chuyện của tương lai, giờ thì đi với vợ tiểu y y trước đã, dù sao thì hiện tại vợ tiểu y y nghe lời hơn bối nhà đầu kia rất nhiều. Chồng à, chúng ta đi xuống thôi, ta đói rồi. Giọng nói quyến rũ của Lam Y Nhân vang lên, sau đó hai người trực tiếp đáp xuống đất, xuất hiện trên đường phố ở bên dưới. Dù sao thì trời cũng đã tối, nên sự xuất hiện đột ngột của hai người bọn hắn cũng không thu hút được sự chú ý của bất kỳ người nào. Vợ tiểu y y, nàng muốn ăn cái gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi, vị trí hiện tại mà bọn hắn đang đứng, vừa khéo chính là đầu phố ẩm thực, nhìn thoáng qua có đủ loại đồ ăn. Để ta suy nghĩ chút. Trong lúc nhất thời Lam Y Nhân không biết mình muốn ăn gì. Bọn hắn còn chưa kịp nghĩ ra, sau lưng chợt truyền tới một giọng nói, hả? Hạ Thiên, sao lại gặp phải ngươi nữa rồi? Hạ Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Đông Hải và bạn gái Loan Loan của hắn đang đứng ở nơi đó. Đúng, tại sao lại gặp phải các ngươi chứ? Hạ Thiên cũng cảm thấy buồn bực, ngày hôm nay hắn và hai người này thật đúng là có duyên. Không phải là ngươi đi gặp Tô Tiểu Sán sao? Tại sao lại chạy tới nơi này? Ta cũng đã nói chuyện với Tô Tiểu Sán rồi. Người bạn kia của hắn, ta cũng không quen biết lắm. Tối nay, ta không đi với bọn hắn. Loan Loan nói muốn đến đây ăn tôm, nói là có một quán chính thống chuyên món hải sản nên ta mới cùng nàng ấy đến đây. Kiều Đông Hải giải thích một chút, các ngươi đã ăn chưa? Hay chúng ta đi ăn chung với nhau được không? Thực ra, ta rất ít khi ăn tôm càng, nhưng Loan Loan hình như rất thích ăn nó. Vợ tiểu y y, nàng có muốn ăn không? Việc ăn món gì đối với Hạ Thiên không quan trọng lắm. Được, vậy chúng ta đi ăn chung đi. Lúc đầu, Lam Y Nhân còn đang không biết ăn gì, nhưng bây giờ Kiều Đông Hải đề nghị như vậy, nàng tự nhiên lập tức đồng ý. A Hải, chính là nhà kia, nhưng có rất nhiều người, xem ra phải xếp hàng rồi, chúng ta đi xếp hàng thôi. Loan Loan chỉ vào một quán ăn cách đó không xa, nói với Kiều Đông Hải. Còn phải xếp hàng hả? Kiều Đông Hải có chút không nói nên lời. Hắn là Kiều đại thiếu gia, hắn thật sự chưa bao giờ phải xếp hàng khi đi ra ngoài ăn cơm. Hắn liếc nhìn Hạ Thiên một cái, ai, tiểu Hạ, người nói xem, bây giờ chúng ta có nên mua lại quán ăn đó không? Có thể nha, đối với chuyện đó, Hạ Thiên không có ý kiến. Đừng, A Hải, ta biết người có tiền, nhưng người hãy xếp hàng với ta một lần đi mà. Loan Loan vội vàng nói. Chồng à, xếp hàng là được rồi. Lam Y Nhân cũng mở miệng nói. Được rồi, có vẻ như nữ nhân các nàng rất ưa thích loại hình thức chủ nghĩa này. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên, nếu vậy, chúng ta không mua quán nữa mà xếp hàng thôi. Bây giờ hình như không phải là thời gian cao điểm, chắc không cần phải xếp hàng lâu đâu. Được, ta không có vấn đề gì. Hạ Thiên lại không quá để ý. Mà Kiều Đông Hải đã sớm nhận ra Hạ Thiên đúng là không để ý tới vấn đề đó, vì hắn đã trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó ôm Lam Y Nhân ngồi trên đùi mình. Chậc chậc, khoảnh khắc đó thực sự đã khiến cho vô số người phải ước ao ghen tị. Mấy phút sau, Kiều Đông Hải không cam lòng chịu yếu kém, cũng bắt chước làm theo. Hắn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi để cô bạn gái Minh Tinh Loan Loan ngồi lên trên đùi. Vài phút sau đó, Kiều Đông Hải không chịu nổi nữa. Cô bạn gái này của hắn, hình như có chút nặng. Nhưng vấn đề là, bạn gái của hắn còn chưa tới 50 cân. Sau khi đợi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt bọn hắn, bốn người ngồi ở một cái bàn. Ban đầu, Loan Loan còn định chậm rãi gọi món ăn, nhưng Hạ Thiên lại trực tiếp nói một câu, mỗi món trong thực đơn đều mang một phần lên trước. Thức ăn gọi như thế là xong, nhưng Kiều Đông Hải còn muốn uống bia, sau đó hắn quay sang nói với Hạ Thiên, Hạ Thiên, nói tới mới nhớ, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, uống một chút rượu nha. Y Nhân, người có muốn uống gì không? Loan Loan hỏi thăm Lam Y Nhân, nói về các nàng, lúc vừa mới xếp hàng, hai người đã nói chuyện quen thuộc hơn. Không cần, lát nữa ta sẽ uống bia, Lam Y Nhân thuận miệng nói. Vậy cũng được, vậy ta sẽ không gọi đồ uống nữa. Loan Loan mỉm cười. Dừng một chút, Loan Loan lại nói, đúng rồi, Y Nhân, người sẽ ở đây lâu chứ? Ta chắc cũng sẽ ở đây thường xuyên, lúc không có chuyện gì làm,
chúng ta có thể đi ra ngoài dạo phố chơi nha. Được, nhưng ta nghĩ gần đây sẽ rất bận. Lam Y Nhân cười cười, việc của phía bên tập đoàn Thần Y vẫn còn rất nhiều. Đúng rồi, Hạ Thiên, rốt cuộc thì hiện tại tập đoàn Hạ Thiên đang xảy ra chuyện gì vậy? Tô Bối Bối không muốn quản hay thế nào vậy? Lúc này, Kiều Đông Hải có chút tò mò hỏi. Ừ, bối nhà đầu khá lười biếng, không muốn làm việc, nhưng không sao, ta thích một người vợ như nàng ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, giống như vợ Tiểu Y Y, nhất quyết muốn đi làm, cũng không thể đi theo ta mỗi ngày được. Lam Y Nhân có chút không nói nên lời, người chồng này vẫn còn đang một tay ôm nàng đấy, thế mà hắn lại bắt đầu phàn nàn về nàng. Nhưng Diệp Mộng Oánh nhà các ngươi đã chọn Tô Bối Bối tiếp nhận tập đoàn, chắc cảm thấy Tô Bối Bối có thể đảm nhiệm được. Kiều Đông Hải hơi khó hiểu, hắn cảm thấy Diệp Mộng Oánh để cho Tô Bối Bối đảm nhận vị trí tổng giám đốc tập đoàn Thần Y, chắc chắn không chỉ vì Tô Bối Bối là em họ của Diệp Mộng Oánh. Có lẽ do mỹ nữ tỷ tỷ sợ ta nhàm chán nên cố ý để bối nha đầu lên làm tổng giám đốc, sau đó, chờ khi ta nhìn thấy bối nha đầu, nàng ấy có thể trở thành vợ của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Kiều Đông Hải ngẩn người, sau đó hắn nghĩ, cảm thấy chuyện đó thật sự có khả năng. Kiều Đông Hải biết bây giờ Tô Bối Bối khá xinh đẹp, đặc biệt là dáng người kia, đẹp không tưởng nổi, hắn cũng biết ở Giang Hải và những nơi khác có không ít con em nhà thế gia coi trọng vị Tô đại tiểu thư kia. Mấy năm nay, cũng không phải chỉ có một hai người đến nhà họ Tô cầu hôn, có điều tầm mắt của vị Tô đại tiểu thư đó rất cao, đấy là chuyện ai cũng biết. Hơn nữa, trong nhà họ Tô không ai dám ép buộc Tô Bối Bối kết hôn với người nào khác, không phải vì Hạ Thiên, mà vì Diệp Mộng Oánh. Mọi người đều biết rằng Diệp Mộng Oánh rất thương yêu cô em gái họ này của mình. Tôm tới rồi, Y Nhân, ngươi nếm thử chút đi. Nghe nói tôm ở đây rất ngon đó. Đúng lúc đó, giọng nói của Loan Loan vang lên. Trên bàn đã có hai đĩa tôm lớn, mà bên phía Loan Loan đã bắt đầu hành động. Vợ Tiểu Y Y, tới đây, ta đút cho nàng ăn. Hạ Thiên cũng bắt đầu hành động, hắn lập tức bóc một con tôm rồi đưa đến bên miệng Lam Y Nhân. Lam Y Nhân cũng không khách sáo, mở miệng, ngoan ngoãn ngồi đó chờ Hạ Thiên phục vụ. À, đây không phải là Kiều lão sư của chúng ta sao? Đúng lúc này một giọng nói truyền đến, thật đúng là trùng hợp. Một đôi nam nữ xuất hiện ở bên cạnh bàn. Nam hơn 20 tuổi, mặc một bộ trường bào có chút cổ quái, nhìn qua hơi chút giống như các nhân vật cổ đại hay xuất hiện trên truyền hình, mà người này còn để tóc dài, trên đầu còn có một cái bím tóc. Trang phục của hắn rất quỷ dị, đặc biệt là giữa trời nắng nóng như vậy mà còn mặc trường bào, như vậy càng thêm quỷ dị. Còn về nữ nhân bên cạnh người nam nhân mặc trường bào, nàng ta nhìn rất trẻ, mặc một bộ sườn xám tính là tương đối bình thường, tuy rằng mặc như vậy tới đây ăn tôm hùm đất cũng không quá thích hợp. Nhưng đầu năm nay có không ít người mặc sườn xám. Nữ nhân kia mặc sườn xám rất xinh đẹp, dáng người cũng coi như không tệ, ít nhất nhìn qua không thua kém Loan Loan. Đương nhiên, nếu so sánh với Lam Y Nhân thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trùng hợp cái rắm, Kiều Đông Hải nhìn nam nhân mặc trường bào kia rồi lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, tiểu tử họ Tăng kia, từ trước tới nay ngươi chưa bao giờ đặt chân tới những nơi như thế này. Hơn nữa loại người ăn một con tôm hùm đất sẽ bị dị ứng như ngươi còn dám mở miệng nói là trùng hợp. Đừng nói là ngươi đi theo ta vào đây đấy. Kiều lão sư, ngươi, nam nhân mặc trường bào đó lắc đầu. Thôi đi, đừng kêu ta là lão sư, lão tử không phải là lão sư của ngươi. Kiều Đông Hải không kiên nhẫn ngắt lời của đối phương. Tốt thôi, nếu ngươi đã nói như vậy, Kiều Tổng, ta cảm thấy ngươi hơi đánh giá cao bản thân mình rồi, Tăng siêu nhân ta còn không tới nỗi phải đi theo dõi ngươi. Đúng là ta không ăn tôm hùm đất, nhưng Hồng Hồng nhà ta lại rất thích. Nam nhân mặc trường bào còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời lần nữa. Vậy mẹ nó đừng có tới làm phiền ta. Kiều Đông Hải phất phất tay, người tránh sang một bên chơi bùn đi. Xem ra tâm trạng hiện tại của Kiều Tổng rất bực bội, là do vị mỹ nữ Loan Loan bên cạnh không thể khiến ngươi hài lòng hay do nhà họ Kiều các ngươi đã xảy ra vấn đề. Sắc mặt của nam nhân mặc trường bào kia có chút khó coi. Ta nghe nói hình như vị công chúa thiên tài nhà các ngươi mất tích. Vậy thì liên quan cái rắm gì đến ngươi hả? Kiều Đông Hải tức giận tới mức nói tục, đừng làm phiền lão tử. Tốt thôi, xem ra Kiều Tổng thực sự đang có chuyện rất phiền não. Nam nhân mặc trường bào lại lộ ra dáng vẻ rất hài lòng, vậy thì ta không quấy rầy các ngươi nữa. Nam nhân đó ôm mỹ nữ sườn xám rời đi, nhưng vừa đi hai bước thì hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn Loan Loan, đúng rồi, Loan Loan tiểu thư. Công ty của ta hoan nghênh ngươi gia nhập bất cứ lúc nào. Nói xong câu đó, nam nhân kia lập tức ôm mỹ nữ sườn xám rời khỏi nhà hàng,
rõ ràng cái gọi là trùng hợp, chỉ là chuyện ma quỷ, đúng vì phát hiện Kiều Đông Hải ở đây cho nên hắn mới cố ý đi vào. Đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không đâu vào đâu. Hạ Thiên nhìn Kiều Đông Hải, không ngờ ngay tại đây còn có người muốn cướp vợ của ngươi. Hạ Thiên đưa thịt tôm đã lột đến bên miệng Lam Y Nhân, sau đó tiếp tục nói, ngươi nhìn xem, không có người nào dám cướp vợ của ta. Hạ Thiên à, sao ta có thể so sánh với ngươi được chứ? Kiều Đông Hải có chút cạn lời, với lại, ta cũng không có sợ tiểu tử kia, chỉ là lười lăn lộn với mấy đứa ngu xuẩn như thế mà thôi. Kiều Đông Hải dừng lại một chút, còn nói thêm, tên kia là người của nhà họ Tăng, mấy năm nay Giang Hải xuất hiện rất nhiều gia tộc mới, nhà họ Tăng cũng là một trong số đó. Tên thật của hắn là Tăng Siêu, nhưng lúc nào cũng tự xưng là Tăng Siêu Nhân, việc yêu thích của hắn là nhằm vào ta, một mặt là muốn dẫm lên nhà họ Kiều để thượng vị, một mặt khác vì tên kia cũng mở một công ty điện ảnh và truyền hình, cho nên muốn trực tiếp cạnh tranh với ta. Nói đến đây, Kiều Đông Hải nhíu mày, đậu xanh, tại sao tên ngốc đó lại quay lại chứ? Khi đang nói chuyện, nam nhân mặc trường bào tự xưng là Tăng Siêu Nhân lại đi về phía bọn họ, nhưng lần này hắn chỉ đi một mình. Mỹ nữ sườn xám không có đi theo hắn. Đúng rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này, chúng ta có thể làm quen một chút không? Mục tiêu lần này của Tằng Siêu lại là Lam Y Nhân. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, dù sao thì Lam Y Nhân rất xinh đẹp. Xin lỗi, không có hứng thú. Lam Y Nhân vừa mới nói một câu thì đã bị Hạ Thiên đút thịt tôm vào miệng, nàng ăn hết thịt tôm rồi nở cười yêu nghiệt với Hạ Thiên. Chồng à, anh không cần lột tôm cho ta nữa đâu, ta còn muốn ăn món khác nữa. Hạ Thiên lột tôm rất nhanh, mặc dù không mang bao tay nhưng hai tay lại rất sạch, mà hai nồi tôm hùm đất trước đó đã bị Hạ Thiên lột hơn phân nửa, Loan Loan bên kia chỉ mới ăn được mấy con. Vợ tiểu y, vậy ngươi ăn món khác đi. Hạ Thiên nghe vậy thì không có tiếp tục lột tôm nữa. Vị tiểu thư này, ta là Tăng Siêu, mọi người thường gọi là Tăng Siêu Nhân. Tăng Siêu còn chưa từ bỏ ý định, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì có vô số vỏ tôm hùm đất đã bay về phía hắn. Tăng Siêu hét thảm một tiếng rồi té ngã trên mặt đất. Không có người nhìn thấy Hạ Thiên động thủ, trên thực tế, nhìn qua thì giống như Hạ Thiên chẳng hề làm gì, nhưng mấu chốt là, hắn mới vừa lột nhiều vỏ tôm hùm đất đặt trên bàn như vậy, mà hiện tại chúng nó đều xuất hiện ở trên mặt Tăng Siêu. Cứu mạng, ta bị dị ứng với tôm hùm. Tăng Siêu la hét thảm thiết trên mặt đất, gương mặt của hắn lập tức sưng đỏ, trông chẳng khác gì đầu heo, xem ra thật đúng là bị dị ứng. Nhanh lên, mau đưa hắn đi bệnh viện đi. Ông chủ nhà hàng phản ứng rất nhanh, lập tức gọi hai nhân viên phục vụ ôm Tăng Siêu chạy ra khỏi nhà hàng, tiếp theo đi trấn an các khách hàng khác, không có việc gì, không có việc gì, vị khách nhân kia đột nhiên phát bệnh, mọi người đừng hoảng hốt, cứ yên tâm dùng cơm. Thật ra thì vẫn có vài vị khách tương đối hốt hoảng, còn có một vài người nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng bàn của Hạ Thiên hiển nhiên không hề có chút hoảng loạn. Ngoại trừ Loan Loan, nàng nhìn Kiều Đông Hải, cái tên Tăng Siêu kia sẽ không chết chứ? Hình như hắn bị dị ứng rất nghiêm trọng. Không sao đâu, Hạ Thiên thuận miệng tiếp một câu, tên ngốc kia chỉ có thể biến thành đầu heo, chắc chắn không chết được. Nếu Hạ Thiên đã nói không sao, vậy thì chắc chắn sẽ không sao. Kiều Đông Hải vốn dĩ có chút nghi ngờ, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn yên tâm. Loan Loan, người mau ăn đi, bàn này sắp bị ta ăn xong rồi đó. Lúc này, Lam Y Nhân mới lên tiếng, người đừng lo lắng, chồng ta là thần y. Nếu hắn nói không chết được, vậy khẳng định không có việc gì. Đúng vậy, ta là thần y giỏi nhất thế giới này. Hạ Thiên nhấn mạnh một chút. Thần y giỏi nhất thế giới này. Loan Loan có chút hoài nghi, nhưng nàng không có tiếp tục hỏi. Thật ra thì Lam Y Nhân không có đặc biệt thích ăn tôm hùm đất. Nhưng Loan Loan thực sự rất thích món này, nếu không kế tiếp Loan Loan sẽ không ngừng chiến đấu hăng hái với tôm hùm đất, đến nỗi Hạ Thiên và Lam Y Nhân, trên cơ bản đều đang ăn những món khác. Mặc dù bọn hắn đã gọi tất cả món ăn trong thực đơn, nhưng cũng may lượng cơm ăn bây giờ của Hạ Thiên và Lam Y Nhân đều rất lớn, đến cuối cùng không có lãng phí, hơn nữa không tốn quá nhiều thời gian. Vợ tiểu y y, người ăn no chưa? Hạ Thiên hỏi rất nghiêm túc. Ăn no rồi. Lam Y Nhân cho Hạ Thiên một ánh mắt xem thường đầy kiều mị, nếu nàng ăn nhiều như vậy mà còn chưa no, vậy không phải thành heo sao? Nhưng một giây sau, Lam Y Nhân lập tức hiểu được tại sao Hạ Thiên lại hỏi như vậy. Bởi vì Hạ Thiên đã bế nàng lên, vậy chúng ta về nhà thôi. Ta và vợ tiểu y y về nhà ngủ đây, các ngươi cũng về ngủ đi. Hạ Thiên lưu lại một câu như vậy rồi ôm Lam Y Nhân chạy mất.
nếu không phải Kiều Đông Hải và Loan Loan còn ở lại, đoán chừng ông chủ nhà hàng sẽ cho rằng bọn họ muốn ăn cơm chùa. Ông chủ, tính tiền đi. Kiều Đông Hải rất bình tĩnh, nhanh chóng tính tiền rồi rời đi. Mà câu nói sau cùng của Hạ Thiên không phải là nói dối, hắn và Lam Y Nhân đã trở lại tập đoàn Thần Y để đi ngủ, mà Kiều Đông Hải và Loan Loan cũng như vậy, trở về nhà ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng ngủ ở tầng cao nhất tập đoàn Thần Y. Chồng à, người ta còn phải đi làm nha. Lam Y Nhân muốn tránh thoát cái ôm của Hạ Thiên, nàng cần phải rời khỏi phòng ngủ tìm một chỗ khác nghỉ ngơi chút, nếu không hôm nay sợ là không có cách nào làm việc được. Không sao cả, nàng có thể không đi làm. Hạ Thiên không chấp nhận loại lý do đó. Chồng à, anh không đi tìm bối bối sao? Lam Y Nhân bắt đầu dùng tô bối bối để thoát thân. Nhà đầu kia vừa học được bay, khẳng định đang bay đi đâu chơi rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, đã có vợ tiểu y y ở trong lòng, hắn mới không ngốc đi tìm tô bối bối đâu. Hiện giờ, nhà đầu kia rất keo kiệt, hắn muốn ôm một cái cũng không cho, vẫn là ôm vợ tiểu y y thoải mái nhất, muốn làm gì cũng được. Lam Y Nhân không còn cách nào, mà điều đó càng khiến nàng kiên định quyết tâm phải đi làm, bằng không thì cuộc sống này thật sự không có cách nào trải qua được. Lúc này, thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Lam Y Nhân lập tức vui vẻ, vì đây là di động của Hạ Thiên, nàng vẫy tay lấy điện thoại lại rồi nhìn thoáng qua, tiếp đó có chút hưng phấn nói, chồng à, y tiểu âm tìm anh đấy. Hạ Thiên cầm điện thoại nhìn một cái, phát hiện thật đúng là y tiểu âm gọi điện thoại tới. Hắn lập tức tiếp nhận cuộc gọi, vợ y y, tối hôm qua nàng mơ thấy ta à? Bằng không thì tại sao mới sáng sớm đã gọi cho ta như thế này chứ? Ngươi đang ở Giang Hải đúng không? Y tiểu âm không có trả lời vấn đề của Hạ Thiên, chỉ hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy, vợ y y, nàng muốn qua đây sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Lam Y Nhân há mồm cắn Hạ Thiên một ngụm, quả nhiên là tên biến thái này vẫn thích y tiểu âm hơn. Đáng tiếc là Hạ Thiên hình như không có cảm giác gì, sau đó Lam Y Nhân phát hiện đây là thời cơ tốt để rời giường, nàng muốn rời khỏi vòng tay của Hạ Thiên, nhưng lại phát hiện mình không cử động được. Bệnh viện y nhân các phía bên Giang Hải đã xảy ra chuyện, có bệnh nhân chết ở bệnh viện. Giọng điệu của y tiểu âm vẫn lạnh nhạt như cũ, bệnh nhân tên là Tăng Siêu, gia thế bên Giang Hải khá tốt. Tăng Siêu, Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, vợ y y. Có phải là cái tên kém thông minh tự xưng là Tăng Siêu nhân kia không? Đúng vậy, nghe nói hắn xảy ra xung đột với người khác ở nhà hàng, bị dội một đống tôm hùm đất lên người, sau đó bị dị ứng. Y tiểu âm nói đến đây thì đột nhiên phản ứng lại, người có xung đột với Tăng Siêu chính là ngươi. Ta cũng chưa có xung đột gì với tên ngốc kia, nhưng tôm là do ta hất. Hạ Thiên không phủ nhận, nhưng tên đần đó không có khả năng chết được, mặc dù nhìn qua thì có vẻ là hắn bị dị ứng nghiêm trọng. Nhưng thật sự sẽ không chuyện nghiêm trọng gì, làm sao lại chết được chứ? Ta cũng không biết nữa, cảnh sát đang điều tra, người của nhà họ Tăng đang náo loạn trong bệnh viện. Dạo gần đây bệnh viện y nhân các gặp rất nhiều phiền phức, nếu có người động tay động chân, người đi xem một chút chuyện này là nhằm vào nhà họ Tăng hay nhằm vào chúng ta. Trong giọng nói của y tiểu âm mơ hồ có một ít mỏi mệt, ta còn có việc. Nói tới đây, hiển nhiên y tiểu âm đang chuẩn bị muốn cúp máy. Vợ y y, có phải bây giờ nàng đang rất mệt mỏi không? Hạ Thiên cắt đứt lời nói của y tiểu âm. Ta không sao, ngươi nhanh đi bệnh viện đi, ta cúp điện thoại đây, bên này còn có việc. Y tiểu âm nói xong lập tức cúp điện thoại, hiển nhiên là sợ Hạ Thiên hỏi thăm nhiều. Vợ y y hơi mệt, ta phải đi giúp đỡ nàng ấy. Hạ Thiên lẩm bẩm, cuối cùng buông Lam Y Nhân ra, vợ tiểu y y, ta đi trước đây, nàng có thể ngủ nướng một hồi rồi lại đi làm. Biết rồi. Lam Y Nhân trả lời bằng âm thanh lười biếng, khi cảm giác Hạ Thiên rời khỏi cơ thể của mình, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có một chút mất mát. Trong lòng hắn, nàng vẫn không bằng y tiểu âm. Dù sao thì hai người cũng đã bên nhau mười mấy năm rồi. Lam Y Nhân tự an ủi mình như vậy, tiếp đó nàng quyết định chợp mắt một lát. Lam Y Nhân rất nhanh tiến vào mộng đẹp, mà Hạ Thiên thì trực tiếp bay đến trên không trung. Ngay bây giờ, trong chi nhánh chuỗi bệnh viện y nhân các ở Vọng Cảng. Trong phòng làm việc của viện trưởng, y tiểu âm đặt điện thoại di động xuống rồi xoa đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một tia uể oải. Trên lý thuyết thì tổng bộ của bệnh viện y nhân các là ở Kinh Thành, nhưng y tiểu âm lại xem bệnh viện ở Vọng Cảng là tổng bộ, cũng có người cảm thấy bệnh viện bên Giang Hải mới là tổng bộ. Nhưng trên thực tế, y tiểu âm ở nơi nào thì nơi đó mới là tổng bộ chân chính, mà phần lớn thời gian y tiểu âm đều lựa chọn ở lại Vọng Cảng.
chính xác mà nói là nàng ở bên Vọng Cảng lâu nhất. Đối với Y Tiểu Âm mà nói, thật ra Vọng Cảng cũng không phải nơi nàng có hồi ức ngọt ngào gì, ngược lại, trải nghiệm thê thảm nhất cả đời nàng chính là xảy ra ở nơi này. Nhưng sở dĩ Y Tiểu Âm lại lựa chọn ở lại đây không phải là để nhớ đến loại trải nghiệm kia, mà hiện tại nàng thật sự không quá thích bên kinh thành, với lại nàng không thể ở lại Giang Hải, vì ở đó quá gần Hạ Thiên. Khẽ thở hắt ra, Y Tiểu Âm biết mình quả thật có chút mệt mỏi, là một người tu tiên, dưới tình huống bình thường thì nàng sẽ không cảm thấy mệt nhọc, nhưng dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra. Kể từ khi Nguyệt Thanh Nhã đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của nàng rồi nói những lời kia, nàng đã cảm thấy sắp có mưa gió đến, nhưng lúc đó nàng hoàn toàn không ngờ rằng đảo thần tiên lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Nếu Hạ Thiên cũng đi theo Nguyệt Thanh Nhã các nàng thì Y Tiểu Âm có thể sẽ thở phào, nhưng bây giờ Hạ Thiên vẫn ở thế giới này, như vậy lại là chuyện khác. Sự thật chứng minh, bây giờ Hạ Thiên đang bắt đầu không ngừng tìm nàng, đương nhiên, dạo gần đây nàng cũng không ngừng tìm Hạ Thiên, đơn giản là y nhân các của nàng bắt đầu liên tục gặp phiền toái. Mà nếu chỉ có một mình nàng thì thật sự không lo liệu được hết mọi việc. Hiện tại, Y Tiểu Âm không thể xác định được bệnh viện của nàng gặp phiền phức là vì đảo thần tiên biến mất hay vốn dĩ có người lên kế hoạch gây rắc rối cho nàng, dù sao thì hai chuyện này gần như là xảy ra cùng một lúc. Hoặc kỳ thật đã có người sớm lên kế hoạch đối phó với nàng, sau đó vừa vặn tiến hành trong khoảng thời gian này. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ kéo Y Tiểu Âm ra khỏi suy nghĩ của mình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, mời vào. Cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân đẹp trai chừng 30 tuổi xuất hiện ở cửa ra vào. Xin chào Y Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trên mặt nam nhân kia hiện lên một nụ cười mê người. Ngươi là, Y Tiểu Âm lại hơi nhíu mày, nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì với người này. Y Tiểu Thư, lời đầu tiên ta xin tự giới thiệu một chút, ta họ Hà, tên đầy đủ là Hà Thiên Hào, cái tên này có chút tục. Hà Thiên Hào mỉm cười, nhà ta ở bên Mã Lai, năm ngoái Y Tiểu Thư có đi qua đó một lần xem bệnh cho ông nội của ta. Ông nội ngươi là người ngoại quốc, Y Tiểu Âm có chút hiểu được, hỏi một câu. Đúng vậy, Y Tiểu Thư, Hà Thiên Hào gật đầu. Bây giờ, thân thể của Hà Lão Tiên Sinh có khỏe không? Y Tiểu Âm nhẹ nhàng nhíu mày. Y Tiểu Thư đừng hiểu lầm, bây giờ ông nội của ta vẫn khỏe mạnh, điều đó còn phải cảm ơn Y Tiểu Thư rất nhiều. Hà Thiên Hào mỉm cười. Ta vốn dĩ có chút việc bên Vọng Cảng, nghe nói Y Tiểu Thư đang ở Hương Cảng cho nên cố ý tới thăm một chút. Một là muốn cảm ơn, thứ hai là còn có một việc muốn làm phiền Y Tiểu Thư. Hà Tiên Sinh, có việc gì thì xin cứ nói thẳng. Giọng của Y Tiểu Âm vô cùng bình tĩnh. Là như vậy, Y Tiểu Thư, ta có một người bạn, cơ thể của nàng ấy có chút không quá thoải mái. Vì một ít nguyên nhân nên nàng ấy không tiện đến bệnh viện kiểm tra. Cho nên không biết Y Tiểu Thư có thể đi qua kiểm tra giúp nàng ấy một chút được không? Trong ánh mắt Hà Thiên Hào tràn đầy sự chờ mong, bây giờ, nàng ấy đang ở Hương Giang, nếu như Y Tiểu Thư cảm thấy quá xa thì ta có thể an bài nàng ấy tới Vọng Cảng. Không đi, một giọng nói vang lên, mà người nói chuyện lại không phải là Y Tiểu Âm. Khi giọng nói này vừa vang lên, trong văn phòng lại xuất hiện thêm một người nữa, hắn mặc áo thun quần đùi dép lê, có thể nói là đặc điểm nhận dạng riêng của chính là Hạ Thiên. Sao ngươi lại tới đây? Y Tiểu Âm sững sờ, trong giọng nói còn có chút nổi nóng, không phải nàng bảo hắn đi xử lý việc bên bệnh viện y nhân các ở Giang Hải sao? Gia hỏa này chạy tới Vọng Cảng làm gì? Vợ y, bây giờ cơ thể nàng không được tốt lắm, ta tới nhìn nàng một chút. Hạ Thiên rất nghiêm túc nhìn Y Tiểu Âm, tiếp đó lại quay đầu nhìn Hà Thiên Hào, nè, bây giờ, cơ thể của vợ y nhà ta không khỏe, cần phải nghỉ ngơi, cho nên nàng ấy sẽ không đi đâu cả. Sẽ không xem bệnh cho cô bạn gì đó của ngươi. Chuyện này, Y Tiểu Thư, xin hỏi vị này là... Hà Thiên Hào cau mày. Hà Tiên Sinh, ngươi cứ an bài bạn của mình tới Vọng Cảng trước đi, tiếp đó ngươi điện thoại liên lạc với ta là được. Y Tiểu Âm nhìn Hà Thiên Hào, bên ta có chút việc, chúng ta sẽ hẹn thời gian cụ thể sau. Được, xin cảm ơn Y Tiểu Thư. Hà Thiên Hào liếc nhìn Hạ Thiên, ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị, tiếp đó hắn nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi. Hạ Thiên vung tay lên, đóng cửa phòng lại. Ngươi đi qua bệnh viện kia rồi à? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Chưa, Hạ Thiên lắc đầu, vợ y, trước tiên để ta kiểm tra cơ thể của nàng một chút. Hạ Thiên tóm lấy cổ tay của Y Tiểu Âm vốn dĩ muốn tránh ra, nhưng rất nhanh nàng đã cảm giác được một tia chân khí lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể,
biết Hạ Thiên đang dò xét tình trạng cơ thể của mình, nàng cũng không nói gì nữa. Vợ y y, nàng thiếu ngủ một thời gian rồi. Hạ Thiên rất nhanh đã kiểm tra xong, mặc dù nàng là người tu tiên, nhưng bình thường cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Còn nữa, ta khẳng định mấy ngày nay nàng không có luyện công đều đặn. Ta bận rộn rất nhiều việc, Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, thoát khỏi tay của Hạ Thiên. Còn nữa, ta đã nói là ta không sao, nếu như ngươi thật sự lo lắng cho ta thì hãy nhanh chóng trở về Giang Hải xử lý việc ở bệnh viện bên đấy đi, như vậy thì ta có thể thoải mái hơn được một chút. Vợ y y, việc bên bệnh viện không vội, trước tiên để ta thi châm giúp nàng rồi lại nói. Hạ Thiên nói nhanh, chúng ta đi vào phòng ngủ, vợ y y, nàng cần nằm xuống. Ngươi muốn thi châm gì lên người ta hả? Y Tiểu Âm có chút tức giận. Vợ y y, ta muốn dùng nghịch thiên đệ tứ châm và đệ ngũ châm trên người nàng. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, ta đã thí nghiệm qua trên người bối nha đầu, nghịch thiên bát châm là có thể châm cứu lặp lại, hơn nữa cũng sẽ có hiệu quả. Dừng một chút, Hạ Thiên lại bổ sung một câu, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ thi triển đệ lục châm giúp nàng, như vậy thì sau này nàng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Nghe tới đây, trong đôi mắt xinh đẹp của Y Tiểu Âm lóe ra tia sáng lạnh lùng, nàng nhìn chăm chú vào Hạ Thiên, luôn cảm thấy người này đang có âm mưu gì đó, lẽ nào hắn muốn nhân cơ hội sàm sỡ nàng. Vợ y y, ta chỉ là thi châm giúp nàng mà thôi, bình thường nàng không chịu luyện công đều đặn, chắc chắn là mấy năm nay, trong cơ thể nàng đã tích tụ rất nhiều tạp chất, cho nên bây giờ ta muốn cải thiện thể chất của nàng một chút. Hạ Thiên nói nhanh, nếu nàng không cho ta thi châm thì ta sẽ không trở về Giang Hải. Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, quay người đi về phía phòng ngủ, những lời khác nàng vẫn chưa tin, nhưng câu nói sau cùng của Hạ Thiên làm nàng tin tưởng. Nếu nàng không để tên khốn kiếp này thi châm thì hắn nhất định sẽ ở đây quấn lấy nàng. Ngươi nhanh lên đi, Y Tiểu Âm nằm ở trên giường rồi nhắm mắt lại. Hạ Thiên cũng không chần chờ, trực tiếp đâm kim xuống, lập tức sử dụng tẩy tủy nghịch thiên đệ tứ châm, rất nhanh, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Y Tiểu Âm bao trùm một tầng nước bùn nhàn nhạt. Vợ y y, nàng cần phải đi tắm trước, sau đó ta mới có thể tiếp tục thi triển đệ ngũ châm, hay để ta tắm giúp nàng. Hạ Thiên mới nói tới đây thì phát hiện Y Tiểu Âm đã nhảy dựng lên rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm. Vợ y y thật là nhỏ mọn, Hạ Thiên tự lẩm bẩm. Mấy phút sau, Y Tiểu Âm bước ra phòng tắm, mà Hạ Thiên lập tức cảm thấy hai mắt mình tỏa sáng, hiếm khi thấy vợ y y hào phóng như vậy, chỉ bọc cái khăn tắm mà đi ra. Vợ y y, dáng người của nàng càng ngày càng tốt nha. Trong lòng Hạ Thiên có chút lửa nóng. Đệ ngũ châm, Y Tiểu Âm lại nằm lên giường. Nhàn nhạt nói một câu. Hạ Thiên khẽ hít một hơi, tỉnh táo lại, tiếp đó đâm một châm xuống. Vẫn rất thuận lợi. Lần này, Y Tiểu Âm vẫn tự đi vào phòng tắm, rõ ràng không có ý định để cho Hạ Thiên tắm rửa giúp mình. Mà khi Y Tiểu Âm bước ra lần nữa, nàng đã ăn mặc chỉnh tề, cái gì nên lộ cái gì không nên lộ đều bị che đậy, khiến cho Hạ Thiên chỉ có thể tưởng tượng dáng người của nàng đẹp cỡ nào. Bây giờ thì ngươi có thể trở về Giang Hải rồi chứ? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, giọng bình tĩnh. Vợ y y, nàng còn chưa ăn sáng phải không, hay chúng ta đi ăn điểm tâm trước? Hạ Thiên có hơi không muốn trở về. Ta không ăn, Y Tiểu Âm có chút tức giận, ta đã nói là bên bệnh viện có việc gấp rồi mà, có phải ngươi nhất quyết bắt ta chạy tới Giang Hải ngay bây giờ thì ngươi mới hài lòng không? Vợ y y, nếu nàng muốn đi Giang Hải thì không cần tự mình chạy tới đâu, ta có thể ôm nàng bay qua nha. Hạ Thiên cười hì hì. Thật ra thì nàng cũng có thể bay, sau này nàng đi ra ngoài cũng không cần phải đi máy bay nữa. Ta thích làm người bình thường, Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, nếu như ngươi không đi, vậy thì ta đi trước đây. Y Tiểu Âm nói xong nhanh chóng đi ra ngoài. Được rồi, vợ y y, vậy ta đi trước. Hạ Thiên quay người lập tức biến mất. Y Tiểu Âm nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng bước ra phòng ngủ, đi vào văn phòng, có điều vừa mới ngồi được vài phút thì tiếng đập cửa lại vang lên. Y Tiểu Âm lấy lại tinh thần, tiếp theo nàng ngồi nghiêm chỉnh, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói, vào đi. Cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, một y tá xuất hiện ở cửa ra vào, trong tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ thắm. Y Tiểu Thư, có người tặng cô một bó hoa, y tá nói rất khách khí. Người cầm đi đi, giọng của Y Tiểu Âm vẫn lạnh lùng như cũ, đây không phải là lần đầu tiên nàng nhận được hoa, mà mỗi lần nàng đều thuận tay đưa cho y tá, hoặc những nữ nhân khác trong bệnh viện. Y Tiểu Thư, vị tiên sinh kia còn bảo ta giao cho cô cái này. Y tá chần chờ một chút, sau đó giơ tay còn lại lên, hắn nói là đưa bữa sáng cho cô. Bữa sáng, Y Tiểu Âm khẽ giật mình,
người kia có phải mặc áo thun quần ngắn mang dép lê không? Ừm, đúng vậy y tiểu thư, người nọ hình như còn nói là chồng của. Vẻ mặt của y tá có chút cổ quái, mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện một người cầm hoa hồng và bữa sáng bảo nàng đưa cho y Âm tiểu thư, còn tự xưng là chồng của nàng ấy. Y tá vốn dĩ hoàn toàn không tin, nhưng vì để phòng nên nàng vẫn mang tới văn phòng, rồi bây giờ nàng lại phát hiện, hình như nam nhân kia thật sự có quan hệ đặc thù với vị y tiên tiểu thư này. Nếu không thì tại sao y tiểu thư lại biết đối phương mặc quần áo và mang dép gì chứ? Được rồi, ta đã biết, y tiểu âm ngắt lời của y tá, không để nàng ta nói ra mấy chữ, chồng của cô. Y tiểu âm suy nghĩ một chút, lại nói, người đặt mấy thứ đó ở đây đi. Vâng, y tiểu thư, y tá vội vàng ôm hoa hồng và bữa sáng đi vào rồi đặt lên bàn. Y tiểu âm cầm bó hoa hồng lên, sau đó nàng lại phát hiện bên trên có một tấm thiệp. Đọc dòng chữ trên đó làm nàng có chút cạn lời, tên khốn kiếp kia tặng hoa không hề có chút thành ý, hắn không đi mua mà trực tiếp cướp một bó hoa từ tay của người khác. Cướp hoa của người khác thì cũng thôi đi, ngay cả thiệp người ta viết cũng không biết vứt đi. Ngươi tìm xem bệnh viện chúng ta có người bệnh nào tên này không, đưa hoa cho nàng rồi thuận tiện nói lời xin lỗi thay ta. Y tiểu âm đưa tấm thiệp cho y tá, bên trên có viết một cái tên. Vâng, y tiểu thư, y tá gật đầu một cái. Trong lòng khó hiểu, hóa ra bó hoa hồng đó không phải là do chồng của y tiểu thư mua sao. Ngươi đi ra ngoài trước đi, y tiểu âm lại lên tiếng. Y tá gật đầu, ôm hoa hồng rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại. Y tiểu âm mở túi đựng bữa sáng ra, đó là một món điểm tâm rất bình thường, một phần bánh cuốn, nhưng điều này ngược lại khiến y tiểu âm có thể xác định, bữa sáng này không phải do Hạ Thiên cướp của người khác. Bởi vì đây là món lúc trước nàng thường mua ở tiệm cơm. Mà cửa hàng kia cách nơi đây rất xa, dưới tình huống bình thường, muốn mua một phần bữa sáng rồi đi tới đây thì ít nhất cũng phải tốn nửa giờ. Nhưng phần bữa sáng này rõ ràng là mới ra lò, cho nên nhất định là Hạ Thiên tự mình đi mua. Đến nỗi làm sao tên khốn kiếp kia biết nàng thích ăn bữa sáng ở chỗ đó thì nàng cũng không muốn tìm hiểu. Với hắn, muốn điều tra được loại việc này cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, hơn nữa nói không chừng hắn vẫn luôn cho người âm thầm giám sát nàng. Cảm giác đói bụng truyền đến, y tiểu âm không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ăn buổi sáng. Thật ra Hạ Thiên không có theo dõi y tiểu âm, hắn lấy được những tin tức đó đều nhờ hỏi được từ bé ngoan, trước khi tới vọng cảng thì hắn có hỏi thăm tung tích của y tiểu âm, mà bé ngoan cũng thuận tiện nói cho hắn biết việc y tiểu âm thích ăn điểm tâm ở nơi đấy. Sau khi rời đi vọng cảng, Hạ Thiên nhanh chóng trở về Giang Hải, đi tới bệnh viện y nhân các chi nhánh Giang Hải. Hiện tại, bệnh viện y nhân các ở thành phố Giang Hải chỉ có một. Vốn dĩ còn vài chi nhánh nữa, có điều sau này đều bị y tiểu âm hợp lại thành một cái. Mấy năm nay, y tiểu âm đã hợp lại rất nhiều chi nhánh bệnh viện, trên cơ bản thì mỗi thành phố chỉ có một bệnh viện, chỉ có vọng cảng là vẫn còn có vài cái. Bây giờ, thời gian vẫn còn rất sớm, còn chưa tới 9 giờ, nhưng bầu không khí ở bệnh viện lại rõ ràng có chút khẩn trương. Mặc dù, bệnh viện vẫn còn vận hành bình thường, nhưng vẻ mặt của các bác sĩ y tá đều đang rất bận rộn. Cửa bệnh viện rõ ràng còn xuất hiện thêm vài bảo vệ, mặt khác, bệnh viện còn đậu vài chiếc xe cảnh sát. Mấy chiếc xe ở bên ngoài bệnh viện rõ ràng nhiều hơn một chút so với bình thường. Thật ra đã có rất nhiều người trong bệnh viện nhận được tin tức, đó chính là hôm nay bệnh viện xảy ra một tai nạn y tế, bệnh nhân đã chết, hơn nữa người đó còn có lai lịch rất lớn. Với lại, người thân của bệnh nhân không có làm những việc như chặn cửa la hét ở bên ngoài hay đại loại như vậy. Nhưng người ta sở dĩ không có náo loạn vì căn bản không cần. Mà giờ khắc này, trong một gian phòng họp ở bệnh viện, bầu không khí có chút hơi dương cung bạt kiếm. Trần viện trưởng, cuối cùng các ngươi có ý gì đây? Một giọng nói tức giận vang lên, người nói chuyện chính là một nam nhân chừng 30 tuổi, hắn chính là Tăng Thông, đại thiếu gia nhà họ Tăng, em trai ta chết ở bệnh viện các ngươi, thế mà đến bây giờ các ngươi lại không thể đưa ra một lời giải thích cho ta. Có phải các ngươi đợi đến khi ta phá hủy bệnh viện này rồi mới chịu nói? Tăng tiên sinh, xin cậu đừng kích động, cái chết của Tăng siêu tiên sinh có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta đã thông báo cho y tiểu thư, nàng sẽ phái người tới xử lý. Một người đàn ông trung niên đáp lại, hắn chính là Trần Trọng Cảnh, phó viện trưởng thường vụ của bệnh viện. Trong giọng nói của hắn có chút bất đắc dĩ, gần một tiếng trước, y tiểu thư đã nói sẽ có người lập tức tới xử lý chuyện này, nhưng hiện tại vẫn không thấy ai đến. Hơn nữa cũng không biết người đó sẽ tới đây cụ thể vào lúc nào. Trần viện trưởng, ngươi là phó viện trưởng thường vụ ở đây, bình thường thì chuyện nơi đây đều do ngươi phụ trách,
chẳng lẽ ngươi không thể xử lý khi gặp chuyện như vậy sao? Tằng Thông lạnh giọng nói một câu, ngươi đừng nói cho ta vị y tiên kia sẽ đích thân tới đây xử lý. Tăng tiên sinh, nếu ngươi không thể chờ đợi được thì có thể để cảnh sát chúng ta tiếp nhận, pháp y sẽ kiểm tra nguyên nhân cái chết của Tăng Siêu tiên sinh, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể xác định được độ nghiêm trọng của sự việc này. Người nói chính là một nam nhân trung niên mặc đồng phục cảnh sát, mà hắn không phải ai khác, chính là Hoàng An Bình của Cục Cảnh sát thành phố Giang Hải. Bởi vì vụ việc rất nghiêm trọng, Hoàng An Bình quyết định đích thân phụ trách, hắn mang theo vài tên thuộc hạ đi tới bệnh viện, nhưng tình huống bây giờ là, bất luận là bệnh viện hay nhà họ Tăng gia không hy vọng để pháp y mổ xẻ thi thể, mà dưới tình huống không thể xác định có phải là một vụ án giết người hay không thì phía cảnh sát cũng không thể cưỡng ép giải phẫu thi thể. Kết quả là chuyện này đã trở thành một cục diện bế tắc. Hoàng cảnh quan, không phải là ta không tin tưởng cảnh sát các ngươi, nhưng cha mẹ ta tương đối truyền thống, bọn hắn không hy vọng em trai ta bị đưa ra mổ xẻ. Cho nên nếu như có thể có giải quyết vấn đề bằng những biện pháp khác thì chúng ta sẽ thử những biện pháp khác trước. Sắc mặt Tăng Thông có chút âm trầm, chúng ta chỉ cần biết rõ người nào nên chịu trách nhiệm cho chuyện này, còn cảnh sát các ngươi, không bằng đi điều tra cái tên đã tập kích em trai ta. Đó mới là việc mà các ngươi nên làm. Tăng tiên sinh, người cứ yên tâm, việc nào của cảnh sát thì nhất định chúng ta sẽ không bỏ qua. Hoàng An đáp trả lại, trong lòng lại thở dài, khi sự việc xảy ra thì camera lại bị hư, mà ở nơi đó cũng không có người chứng kiến. Bây giờ đầu mối duy nhất chính là người bạn gái của Tăng Siêu, một hot face tên là Hồng Hồng, nàng nói rằng Tăng Siêu từng có xung đột với Kiều Đông Hải. Mặc dù cảnh sát đã phái người đi hỏi thăm Kiều Đông Hải, nhưng Hoàng An Bình cảm thấy việc này không dễ làm, hắn mơ hồ cảm thấy, dường như đây chỉ mới là sự bắt đầu cho cuộc chiến giữa nhà họ Kiều và nhà họ Tăng. Thi thể của tên ngốc Tăng Siêu kia đang ở đâu vậy? Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên trong phòng họp. Trong nháy mắt, giọng nói kia hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều nhìn về phía người mới tới, sau đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ăn mặc không ra gì. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là đồ ngốc hả? Tăng Thông căm tức nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Hạ Thiên, trên mặt của Hoàng An Bình lộ ra vẻ không tin được, ngươi, tại sao nhìn ngươi không hề thay đổi một chút nào vậy? Soái ca như ta đương nhiên vẫn luôn đẹp trai như vậy rồi. Hạ Thiên nhìn Hoàng An Bình, còn ngươi thì già hơi nhanh đấy. Ai, đúng vậy, ta thực sự bắt đầu già rồi. Hoàng An Bình lại bắt đầu cảm khái, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, chuyện kia, Hạ Thiên. Ngươi chính là người mà Y Tiên tiểu thư mời đến xử lý chuyện này à? Đúng vậy, vợ Y bận rộn nhiều việc, vừa vặn ta đang ở đây cho nên giúp nàng ấy nhìn xem. Hạ Thiên thuận miệng nói, tên đần tên Tăng Siêu đang ở đâu? Ta phải nhìn thi thể của hắn một cái mới được. Ngài chính là Hạ Thần Y sao? Hạ Thần Y, mời đi theo ta. Lúc này, Trần Trọng Cảnh cũng phản ứng lại, trước đó Y Tiểu Âm gọi điện thoại cho hắn có nói qua người tới tên là Hạ Thiên, là một vị thần y. Trần Trọng Cảnh là phó viện trưởng thường vụ của Bệnh viện Y Nhân Các, cho nên hắn cũng đã được nghe nói một chút sự tích của vị thần y Hạ Thiên đó. Người dẫn đường đi. Hạ Thiên liếc nhìn Trần Trọng Cảnh một cái. Trần Trọng Cảnh nhanh chóng đi trước dẫn đường, sau đó một đám người đi thẳng tới phòng giải phẫu. Tăng Siêu chết ở trong phòng giải phẫu, mà sau khi hắn chết thì không có ai đụng vào thi thể, chỉ có vài người được phân phó canh chừng xung quanh. Hạ Thiên đi tới bàn giải phẫu. Khi hắn chuẩn bị kiểm tra thì bên cạnh truyền đến một giọng nói, chờ đã, rốt cuộc thì ngươi là ai? Người nói chuyện chính là Tăng Thông, hắn có chút tức giận nhìn Hạ Thiên, vừa rồi ngươi luôn miệng mắng em trai ta là đồ ngốc, chẳng lẽ ngươi quen biết em trai của ta? Tên kém thông minh này là em trai của ngươi à? Hạ Thiên nhìn Tăng Thông, nhìn các ngươi cũng có chút giống nhau đấy, cả hai đều lộ ra dáng vẻ ngu đần. Ngươi nói cái gì? Tăng Thông cực kỳ tức giận. Lỗ tai của ngươi có vấn đề à? Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn Tăng Thông, nếu không ngươi liên tục hỏi ta để làm gì? Ngươi, Tăng Thông càng thêm tức giận. Tăng tiên sinh, vị này là Hạ Thần Y Hạ Thiên, y thuật của hắn rất cao siêu, ta thấy nên để hắn điều tra nguyên nhân cái chết của em trai ngươi trước đi. Hoàng An Bình vội vàng giải thích, hắn không muốn nhìn thấy Hạ Thiên và Tăng Thông có xung đột với nhau, vì với vốn hiểu biết của hắn đối với Hạ Thiên, nếu thật sự xảy ra tranh cãi. Nói không chừng rất có thể Tăng Thông sẽ được đưa đi làm bạn với em trai Tăng Siêu của hắn. Hạ Thiên không thèm quan tâm Tăng Thông tiếp nữa, bắt đầu kiểm tra tình huống của Tăng Siêu, chưa đến một phút thì hắn đã lẩm bẩm, thì ra là chết như thế. Hạ Thiên, nguyên nhân cái chết của Tăng Siêu là gì? Hoàng An Bình vội vàng hỏi.
Mặc dù hiện tại Tăng Thông rất tức giận, nhưng hắn cũng không nói cái gì, chỉ nhìn Hạ Thiên, rõ ràng cũng muốn biết Hạ Thiên sẽ trả lời thế nào. Dị ứng mà chết, Hạ Thiên thuận miệng nói. Thật sự là dị ứng chết sao? Trần Trọng Cảnh không nhịn được, nói, Hạ Thần Y, chúng ta điều trị theo phương pháp dị ứng, phương pháp của chúng ta chắc không có vấn đề gì, theo lý mà nói sẽ không chết, nhưng tại sao bệnh nhân vẫn chết? Hạ Thiên, nói như vậy, Tăng Siêu thực sự chết vì dị ứng tôm càng à? Hoàng An Bình khẽ cau mày, nói cách khác, hắn chết vì xung đột với ai đó trong nhà hàng tôm càng. Ồ, không phải như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói, mặc dù tên ngốc này bị dị ứng với tôm càng, nhưng sẽ không gây ra tử vong, thứ thực sự khiến hắn chết là dị ứng với một chất khác, à là dị ứng đậu phộng, sau khi có người nào đó phát hiện hắn bị dị ứng, họ đã cho hắn ăn một thứ gì đó như bơ đậu phộng, rồi giết hắn. Hạ Thiên dừng một hồi, lại bổ sung, tóm lại đây là một vụ án mưu sát, các ngươi đem xác đi cho bác sĩ pháp y giải phẫu, việc còn lại do cảnh sát các ngươi làm, không liên quan gì đến bệnh viện. Ngươi nói không liên quan là không liên quan được sao? Tăng Thông cười lạnh một tiếng, ngươi là người của bệnh viện, những gì ngươi nói không thể tính được. Tăng tiên sinh, bây giờ vụ án đã được xác định là vụ án hình sự, như vậy, cảnh sát chúng ta sẽ chính thức vào cuộc. Hoàng An Bình nói, tiếp theo, nếu có bất kỳ tiến triển nào, ta sẽ thông báo cho Tăng tiên sinh ngươi biết. Sẽ giữ bí mật, Hoàng cảnh quan, ngươi tin những gì hắn nói sao? Tăng Thông có chút khó chịu. Tăng tiên sinh. Người không biết nhiều về Hạ Thiên, y thuật của hắn là tốt nhất trên thế giới, ta tin hắn. Hoàng An Bình gật đầu, ta tin bác sĩ pháp y sẽ chứng minh được điều đó, nếu có sai sót xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm. Được, được lắm, Hoàng cảnh quan, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ những gì mình đã nói. Tăng Thông cười lạnh một tiếng, vậy ta sẽ chờ kết quả của cảnh sát các ngươi. Tăng Thông nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Này, Hoàng An Bình. Ta đề nghị ngươi nên bắt hắn đi. Hạ Thiên đột nhiên nói, trên người hắn có sản phẩm đậu phộng, mặc dù không nhất định là hắn đã giết chết đứa em trai ngốc nghếch của mình, nhưng ta thấy hắn rất đáng ngờ. Tăng tiên sinh, làm phiền ngươi đợi một chút. Sắc mặt của Hoàng An Bình thay đổi, hắn vội vàng nói với Tăng Thông. Tăng tiên sinh đột nhiên chạy như điên, sự vội vàng của hắn đã vạch trần bản thân hắn. Ngăn hắn lại, Hoàng An Bình vội hét lên. Phù phù. Tăng Thông trượt chân ngã xuống đất, hai cảnh sát lập tức đè hắn xuống, còng tay lại. Hạ Thiên, có phải hiện tại ngươi đã đổi số điện thoại khác rồi đúng không? Lúc này, Hoàng An Bình nói với Hạ Thiên. Đúng vậy, nhưng ta lười cho ngươi biết số mới. Hạ Thiên thuận miệng nói, ở đây không có chuyện của ta, ta về trước, muốn tìm ta thì có thể đến cao ốc thần y. Hạ Thiên nói đi là đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hoàng An Bình nhìn về phía Hạ Thiên biến mất, nhất thời cảm thấy có chút giật mình. Giang Hải này, chẳng lẽ lại bắt đầu không được bình yên rồi sao? Hoàng An Bình nghĩ thầm, trong ấn tượng của hắn, Hạ Thiên đã lâu không xuất hiện. Lãnh Băng Băng xin nghỉ dài hạn, ngày trở về còn chưa chắc chắn, nhưng Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện, điều đó khiến Hoàng An Bình mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có chút không bình thường. Hạ Thiên rời khỏi bệnh viện, cũng không quay trở lại tòa nhà thần y. Trước tiên hắn gọi cho Tô Bối Bối. Đồ háo sắc, ngươi làm gì vậy? Tô Bối Bối ngay lập tức trả lời điện thoại. Bối nha đầu, ngươi đang ở đâu? Hạ Thiên hỏi thẳng. Ngươi quan tâm ta ở đâu làm gì? Tô Bối Bối hừ một tiếng, nếu chán thì đi tìm y nhân đi, dù sao ta cũng không chơi với ngươi. Ta có thể chơi với ngươi. Hạ Thiên trả lời. Ta không cần ngươi chơi với ta, một mình ta vẫn có thể vui vẻ. Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, này. Để ta nói cho ngươi biết, ta không có ở Giang Hải, đừng nghĩ đến việc tìm ta, bây giờ ta có thể bay, ngươi sẽ không đuổi kịp ta đâu. Bối nha đầu, vậy chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta đuổi kịp ngươi, ngươi phải nghe lời ta. Hạ Thiên nói ngay. Biến thái, ngươi nghĩ ta ngốc à? Ta sẽ không đánh cược với ngươi. Tô Bối Bối cáu kỉnh nói, dù sao cũng đừng đến tìm ta, nhân tiện nói cho y nhân biết, ta đi chơi ở bên ngoài một thời gian rồi sẽ về, công ty sẽ do nàng ấy phụ trách. Tô Bối Bối không đợi Hạ Thiên đáp lại, đã cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không gọi điện tiếp mà trực tiếp liên hệ với bé ngoan. Sau đó, hắn nhận được đáp án từ bé ngoan, Tô Bối Bối nhà đầu kia đúng là đã chạy rất xa, hôm nay trời nóng nực, nên nàng chạy đi ngắm tuyết. Bỏ đi, không tìm nàng ấy nữa. Hạ Thiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không đi tìm Tô Bối Bối,
mà cảnh tượng Y Tiểu Âm quấn khăn tắm hiện lên trong đầu hắn, khiến cho trong lòng hắn vẫn có chút nóng bừng. Hay đi tìm vợ Y Y nhỉ? Hạ Thiên ngay lập tức đưa ra quyết định, sau đó lại đi đến vọng cảng. Lúc trước, hắn sử dụng nghịch thiên đệ tứ châm và nghịch thiên đệ ngũ châm cho Y Tiểu Âm, thật sự nó cũng mang đến lợi ích cho Hạ Thiên, công lực của hắn đã tăng lên một chút, điều đó cũng khiến hắn không mất bao lâu đã bay đến vọng cảng. Không, trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Hạ Thiên đã đến bệnh viện nơi Y Tiểu Âm đang ở. Vợ Y Y, ta đã quay lại rồi đây. Hạ Thiên xuất hiện trong văn phòng của Y Tiểu Âm. Trong văn phòng, một vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, với những biểu cảm kỳ lạ. Hiện tại, Y Tiểu Âm vẫn đang ở trong văn phòng, nhưng ngoài nàng ra thì vẫn còn một vài người khác, là một vài bác sĩ, có nam có nữ. Y Tiểu Âm nhìn thấy Hạ Thiên, đột nhiên có ý muốn chửi bới, tên khốn đó không thể gõ cửa rồi đi vào sao. Tuy nhiên, Y Tiểu Âm không hề mắng hắn, thậm chí nàng còn tỏ vẻ mình không nhìn thấy Hạ Thiên. Cứ làm theo kế hoạch điều trị ta vừa đề cập, các ngươi đi ra ngoài trước, nếu có vấn đề nào thì đến tìm ta. Y Tiểu Âm nói. Vâng, viện trưởng, các bác sĩ trả lời, sau đó lần lượt rời đi. Chỉ là mọi người không nhịn được mà nhìn Hạ Thiên mấy lần, trong lòng thầm lẩm bẩm, nam nhân này có quan hệ gì với vị viện trưởng xinh đẹp của bọn hắn vậy? Sao ngươi lại đến đây? Y Tiểu Âm tức giận nói. Vợ Y Y, ta nhớ nàng nên đến tìm nàng. Hạ Thiên thực sự có chút nhớ Y Tiểu Âm, đặc biệt là cơ thể của nàng. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, nói thêm, vợ Y Y, ta đã giải quyết vấn đề ở bệnh viện bên Giang Hải rồi. Ta biết, Trần Trọng Cảnh có gọi cho ta. Y Tiểu Âm tức giận nói. Vợ Y Y, nơi này của nàng có cần ta làm gì không? Hạ Thiên bắt đầu chủ động tìm việc để làm. Không có, Y Tiểu Âm trả lời dứt khoát. Thật ra Y Tiểu Âm rất muốn cho Hạ Thiên đi chữa bệnh cho những người khác, nhưng nàng biết Hạ Thiên có thể chữa khỏi bệnh cho tất cả bệnh nhân trong bệnh viện cùng một lúc, mặc dù đây không phải là chuyện xấu nhưng về lâu dài cũng không phải là chuyện tốt. Dù Hạ Thiên có y thuật siêu phàm nhưng dù sao thì hắn vẫn chỉ là con người, hơn nữa hắn cũng không muốn lúc nào cũng chữa bệnh cho người ta, cho nên đứng ở góc độ của Y Tiểu Âm, việc đào tạo thêm những bác sĩ có trình độ chuyên môn sẽ có ý nghĩa hơn. Ôi, vậy vợ Y Y, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hạ Thiên nói thêm, nếu cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể đi tìm Lam Y Nhân. Y Tiểu Âm giận dữ nói, không phải ngươi đang thiếu vợ sao? Nếu không có việc gì làm thì đi tìm vợ đi. Vợ Y Y, bây giờ ta không thiếu vợ. Vẻ mặt của Hạ Thiên nghiêm túc nhìn Y Tiểu Âm, ta chỉ thiếu nàng thôi. Y Tiểu Âm mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng một cảm giác khó hiểu lại dâng lên trong lòng nàng, cảm giác đó khiến nàng rút lại những lời sắp chạm đến môi mình. Không thiếu vợ, chỉ là thiếu nàng. Nếu Hạ Thiên là một người bình thường, nếu Hạ Thiên không có người phụ nữ nào khác, nếu Hạ Thiên chưa từng làm như vậy với nàng sẽ cảm thấy đây là một câu nói rất lãng mạn, tuy nhiên, bây giờ, nàng nghe được câu kia từ miệng của Hạ Thiên, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác khác lạ. Sau một lúc, Y Tiểu Âm nhẹ nhàng phun ra một câu, ta không có nợ ngươi. Vợ Y Y, nàng đã có ta rồi, đương nhiên nàng không thiếu ta nữa. Hạ Thiên cười hì hì, nhưng bây giờ nàng không chơi với ta nữa nên ta thiếu nàng. Không đợi Y Tiểu Âm nói, Hạ Thiên nói thêm, ta không muốn thiếu nàng nên hôm nay ta quyết định theo nàng đi đâu ta sẽ đi theo đó. Nếu ngươi thích đi theo thì cứ đi theo đi, Y Tiểu Âm cũng không có cách nào với Hạ Thiên, chỉ quyết định phớt lờ hắn hoàn toàn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Y Tiểu Âm đổ chuông. Ta là Y Tiểu Âm, xin chào Hạ Tiên Sinh, nàng ấy đang ở đâu? Được thôi, ta có thể đến đó. Y Tiểu Âm cúp điện thoại, nhìn Hạ Thiên, ta muốn đi khám. Vợ Y Y, ta có thể nghe thấy nội dung cuộc gọi của các ngươi. Hạ Thiên cười hì hì, hay ta ôm nàng bay qua nhé. Tên Hạ Thiên hào đó chắc đã giấu một người yêu bí mật, không muốn bị người khác phát hiện. Ta nói rồi, ta thích làm người bình thường. Y Tiểu Âm nói thản nhiên, đứng dậy đi ra ngoài, bây giờ, ta sẽ làm ước pháp tam chương với ngươi. Nếu ngươi nhất định phải đi theo ta thì vẫn được, nhưng trước mặt người ngoài, ngươi không được gọi ta là vợ Y Y, ta sẽ nói với người khác ngươi là thư ký của ta, với lại đừng nói nhảm, ngươi không làm gì mà nói người khác là đồ ngốc, rất dễ đắc tội với họ. Được, Hạ Thiên dứt khoát đồng ý. Y Tiểu Âm sững sờ, nàng thật sự không ngờ Hạ Thiên lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng Hạ Thiên đã đồng ý như vậy là tốt rồi, tuy rằng tư duy của tên khốn kia thường lộn xộn, nhưng ở trước mặt nàng, nói chuyện rất biết trước sau. Vài phút sau, Y Tiểu Âm lái chiếc Porsche rời khỏi bệnh viện,
Hạ Thiên đương nhiên ngồi vào vị trí lái phụ, người vừa gọi là Hà Thiên Hào mà Hạ Thiên đã gặp lúc sáng, mà bây giờ, cô bạn gái bí ẩn của Hà Thiên Hào đang được sắp xếp ở một biệt thự. Tuy nhiên, Y Tiểu Âm không trực tiếp đến khu biệt thự mà lái xe đến một trung tâm mua sắm rồi dừng lại. Vợ Y, nàng muốn mua gì sao? Hạ Thiên hơi ngạc nhiên. Ở trong xe chờ ta 10 phút, Y Tiểu Âm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nói xong mở cửa bước xuống xe. Y Tiểu Âm nhanh chóng bước vào trung tâm thương mại, Hạ Thiên cũng không đi theo, lần này hắn khá ngoan ngoãn, ngồi trên xe đợi Y Tiểu Âm quay trở lại, thật ra hắn còn chưa đợi được 10 phút thì nàng đã quay lại, còn xách thêm vài chiếc túi trong tay mình. Y Tiểu Âm mở cửa, nhét túi vào người Hạ Thiên, thay tất cả quần áo và giày dép của ngươi đi. Vợ Y, tại sao phải thay vậy? Hạ Thiên hơi khó hiểu, quần áo của ta là khá tốt mà. Ta biết quần áo trên người ngươi là do Ninh Khiết may cho ngươi. Y Tiểu Âm giận dữ nói, nhưng những người khác không biết, nếu ngươi muốn đi theo ta, vẫn nên ăn mặc bình thường một chút. Y Tiểu Âm im lặng một chút, tiếp tục nói thêm, mặc dù quần áo ta vừa mua không phải Ninh Khiết làm, nhưng cũng là do nàng ấy thiết kế, nếu ngươi không nỡ vứt quần áo của Ninh Khiết may cho ngươi thì cứ giữ lại. Vợ Y, quần áo do vợ quỷ keo kiệt làm cho ta thoải mái hơn. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Như ta đã nói, ta thích làm người bình thường, nếu ngươi muốn theo ta, thì phải làm người bình thường. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, đôi mắt đẹp lạnh lùng, nếu không thì ngươi đừng theo ta. Vợ Y, bây giờ ta rất bình thường. Vẻ mặt Hạ Thiên vô tội, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình không bình thường. Đừng giả ngu với ta biết ngươi có thể hiểu những gì ta muốn nói. Y Tiểu Âm hơi khó chịu, ta cũng biết ngươi nghĩ ngươi bình thường, cả ngày ngươi cho rằng người khác không bình thường. Cảm thấy rất nhiều người trên thế giới này là kẻ đần, ta cũng hiểu ngươi thích làm gì thì làm, không thích quá nhiều hạn chế, nhưng hiện tại ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc giả làm người bình thường đi theo ta, hoặc ngươi có thể quay trở lại Giang Hải, dù sao ở đó có người có thể điên với ngươi. Nếu vợ Y muốn ta giả ngốc với nàng, ta cũng không ngại đâu. Hạ Thiên cười hì hì, vậy được rồi, ta thay quần áo là được chứ gì. Hạ Thiên cởi áo phông và quần đùi. Mặc bộ quần áo mới do Y Tiểu Âm mua, một bộ vest giản dị và đôi giày da, trông rất trang trọng, cũng rất hợp với bộ vest nữ Y Tiểu Âm đang mặc. Vợ Y, chúng ta mặc như vậy có tính là mặc đồ đôi không? Hạ Thiên nghiêm túc hỏi. Y Tiểu Âm không thèm trả lời Hạ Thiên, có quỷ mới mặc đồ đôi với hắn. Y Tiểu Âm khởi động xe, đưa Hạ Thiên rời khỏi trung tâm thương mại, khoảng 15 phút sau, hai người đến một khu biệt thự, xe chạy vào trong. Sau đó dừng lại ở lối vào của một trong những căn biệt thự đó. Căn biệt thự này chiếm diện tích khá lớn, chỉ riêng cái sân đã rộng hàng nghìn mét vuông, còn có hồ bơi, nó nằm ở vị trí hẻo lánh nhất của toàn bộ khu biệt thự, tương đối vắng vẻ, cũng tương đối yên tĩnh. Một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai đã đứng đợi ở cổng khu biệt thự, chính là Hà Thiên Hào, người mà Hạ Thiên đã từng gặp trước đó. Y tiểu thư, cô đến rồi. Hà Thiên Hào lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng giọng điệu của hắn lại rất lịch sự. Sau đó, hắn nhìn thấy Hạ Thiên, một vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt hắn. Đây là trợ lý của ta, Y Tiểu Âm chủ động giới thiệu Hạ Thiên, họ Hạ. Được rồi, Y Tiểu Thư, Hạ Tiên Sinh, mời vào. Hạ Thiên Hào là người thông minh, Y Tiểu Âm chỉ giới thiệu như vậy thì hắn chỉ cần biết nhiều đó là được rồi. Tuy nhiên, Hạ Thiên Hào vẫn có chút tò mò, dù Hạ Thiên đã thay trang phục nhưng Hạ Thiên Hào vẫn nhận ra Hạ Thiên chính là người hắn đã gặp ở văn phòng lúc sáng. Mà dựa vào tình hình lúc đó, có thể thấy được mối quan hệ giữa Hạ Thiên và Y Tiểu Âm rõ ràng không tầm thường. Ít nhất cũng sẽ không đơn giản là trợ lý của Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm và Hạ Thiên cùng nhau bước vào biệt thự, trong khi Hạ Thiên Hào dẫn đường, hai người nhanh chóng đi vào phòng khách, nhưng thật ra không có ai trong phòng khách. Y Tiểu Thư, nàng ấy ở tầng 3, Hạ Thiên Hào nói một câu, sau đó tiếp tục đi lên cầu thang. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến phòng ngủ chính trên lầu 3. Trong phòng ngủ được trang trí lộng lẫy, có một chiếc giường lớn rất sang trọng, trên giường có một nữ nhân trẻ tuổi đang nằm. Nữ nhân này khá xinh đẹp, tuy không đẹp như Y Tiểu Âm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ngược lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Nghiên Nhi, Y Tiểu Âm hơi ngạc nhiên, rõ ràng, nàng đã nhận ra người kia. Vợ, Hạ Thiên định gọi ra mấy chữ vợ Y, nhưng đã bị Y Tiểu Âm quay lại liếc một cái. Sau đó Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ ra bây giờ hắn cần phải đóng vai một người bình thường, mà bây giờ, hắn không được gọi là vợ Y, hơn nữa, trước đây vợ Y còn nói, hắn không được gọi nàng là vợ Y trước mặt người khác.
Dù Hạ Thiên có hơi khó chịu với chuyện đó nhưng hắn vẫn có thể làm được, việc làm khác với sở thích của bản thân vì vợ, chưa bao giờ là vấn đề với hắn. Vì vậy, bây giờ Hạ Thiên chỉ đứng cạnh chứ không lên tiếng nữa. Y tiểu thư, thực sự phiền cô quá, còn để cô trực tiếp đến đây. Nữ nhân tên là Nghiên Nhi nằm trên giường, vẻ mặt của nàng lộ ra chút xấu hổ, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng vẫn rất dễ nghe. Nghiên Nhi tiểu thư, không cần khách khí, ta là bác sĩ, ta đến khám bệnh là chuyện bình thường. Y tiểu âm cười nhẹ, ta kiểm tra mạch của ngươi trước. Được, cảm ơn y tiểu thư. Nghiên Nhi đáp lại một cách khá nhu thuận, sau đó đưa một bàn tay ra từ dưới lớp chăn bông. Y tiểu âm duỗi ra hai ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của Nghiên Nhi, một lúc sau, nàng cau mày. Nghiên Nhi tiểu thư, ngươi có biết mình đang mang thai không? Y tiểu âm hỏi. Thấy Nghiên Nhi không ngạc nhiên chút nào, y tiểu âm lại nói, vẻ như Nghiên Nhi tiểu thư đã biết chuyện này từ trước, nhưng... Y tiểu thư, có vấn đề gì sao? Hà Thiên Hào ở bên không nhịn được hỏi. Nghiên Nhi tiểu thư, thời gian ngươi mang thai chắc đã 4 tháng rồi đúng không? Y tiểu âm hỏi. Đúng, y tiểu thư, nhưng thực ra lần này là mang thai ngoài ý muốn nên ngay từ đầu ta cũng không biết. Lúc đó, có lẽ ta đã uống một loại thuốc không nên uống, khuôn mặt của Nghiên Nhi có chút bất an. Y tiểu thư, dạo này Nghiên Nhi không được khỏe, ta bảo nàng ấy đến bệnh viện khám, nhưng nàng ấy không dám đi, cho nên ta đành phải tìm đến ngươi. Hà Thiên Hào ở bên cạnh nàng nói, tóm lại, cơ thể của Nghiên Nhi là quan trọng nhất, nếu nàng ấy không giữ được đứa bé trong bụng thì cũng không sao cả, cô nhất định phải giúp ta chữa hết bệnh cho Nghiên Nhi. Thiên Hào, ta muốn có con, Nghiên Nhi nhìn Hà Thiên Hào. Nghiên Nhi, ta biết ý của nàng, nhưng trước hết, điều đó còn phụ thuộc vào cơ thể của nàng như thế nào, nghe ta, đừng cố nữa, phải ngoan. Hà Thiên Hào ngồi xuống mép giường, sờ đầu Nghiên Nhi với vẻ mặt dịu dàng. Rõ ràng, Hà Thiên Hào chính là cha đứa bé trong bụng của Nghiên Nhi, còn trước đó, người hắn bảo là bạn, trên thực tế chính là bạn gái hắn. Vâng, ta nghe chàng. Nghiên Nhi khẽ gật đầu. Y tiểu thư, tình hình của nàng ấy thế nào rồi? Cơ thể của nàng ấy không có vấn đề gì lớn phải không? Lúc này, Hà Thiên Hào hỏi. Hà tiên sinh, tình trạng thể chất của Nghiên Nhi tiểu thư hơi phức tạp. Y tiểu âm khẽ trầm ngâm, đứa con trong bụng nàng ấy thực ra không có vấn đề gì quá lớn, chủ yếu là có một số vấn đề về phát triển, nhưng chính bản thân nàng ấy. Y tiểu âm khẽ cau mày, sau đó thu tay lại, quay lại nhìn Hạ Thiên, người đến chẩn đoán đi, ta không chắc lắm. Y tiểu thư, không phải Hạ tiên sinh là trợ lý của cô sao? Hà Thiên Hào nhìn không được hỏi. Hà tiên sinh, y thuật của hắn cũng không tệ. Y tiểu âm cười nhạt, khi gặp những căn bệnh khó chữa, chúng ta thường tổng hợp ý kiến để phòng tránh sai lầm. À, thì ra là vậy. Hà Thiên Hào gật đầu, rồi nhìn Hạ Thiên, vậy xin làm phiền Hạ tiên sinh. Hạ Thiên không quan tâm đến Hà Thiên Hào, giống như y tiểu âm, hắn bắt mạch cho Nghiên Nhi trước, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, chưa tới một phút, hắn đã thu tay lại. Sau đó, Hạ Thiên định nói, nhưng y tiểu âm đã nói trước. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, y tiểu âm hạ giọng nói với Hạ Thiên. Sau đó, y tiểu âm quay lại nhìn Hà Thiên Hào, Hà tiên sinh, anh ở đây đợi một lát. Y tiểu âm và Hạ Thiên bước ra khỏi phòng ngủ đến ban công phía bên kia, sau đó y tiểu âm hỏi, người kiểm tra ra được vấn đề gì không? Vợ y, nàng có thể kiểm ra được, tất nhiên ta cũng có thể tra ra được. Hạ Thiên cười hì hì, tóm lại, nhận định của nàng là đúng, chắc nàng đã nhìn ra nàng ấy mắc một căn bệnh bẩm sinh tương đối hiếm gặp. Ta biết người có thể nhìn ra, vấn đề bây giờ là, người có thể chữa khỏi hay không? Y tiểu âm hỏi, ta không thể chữa khỏi căn bệnh đó. Vợ y, trên đời này không có căn bệnh nào ta không thể chữa khỏi. Hạ Thiên nhìn y tiểu âm, ngay cả điều đó nàng cũng quên sao. Nhưng ta biết có một số bệnh ngươi vẫn không thể chữa khỏi. Y tiểu âm giận dữ nói, nếu bệnh của nàng ấy cần đến nghịch thiên đệ tứ châm, ngươi có chữa khỏi không? Ồ, tất nhiên là không, vợ y, nàng vẫn hiểu ta rất rõ. Hạ Thiên cười rạng rỡ, tuy nhiên, nàng yên tâm, căn bệnh này ta không cần phải dùng đến nghịch thiên đệ tứ châm để điều trị. Vậy được, chúng ta quay lại nói chuyện với bọn hắn đi. Y tiểu âm không nói thêm nữa, dù sao nàng cũng không rõ về căn bệnh kia, nhưng nếu Hạ Thiên đã sẵn sàng giúp đỡ chữa trị thì sẽ không có vấn đề gì. Hạ Thiên và y tiểu âm nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ, thì thấy Nghiên Nhi đã ngủ, chỉ có Hà Thiên Hào đang ngồi đó, nhìn bạn gái của mình với vẻ dịu dàng và thương xót. Y tiểu thư,
chúng ta xuống nhà nói chuyện đi, Nghiên Nhi vừa ngủ, ta sợ sẽ làm nàng ấy tỉnh giấc. Hà Thiên Hào đứng dậy. Hà tiên sinh, không cần đâu. Y Tiểu Âm lắc đầu, chúng ta sẽ không đánh thức Nghiên Nhi tiểu thư. Y tiểu thư, ngươi nói vậy là sao? Sắc mặt của Hà Thiên Hào có chút kỳ lạ, hắn lờ mờ nghe thấy trong lời nói của Y Tiểu Âm còn có những ý nghĩa khác. Hà tiên sinh, Nghiên Nhi dạo này chắc buồn ngủ lắm, nàng ấy thường ngủ vài tiếng, sau đó ngủ dậy không được bao lâu thì lại lăn ra ngủ, hơn nữa mỗi một giấc càng lúc càng dài, mà ngươi nghĩ đó chỉ là do nàng ấy mang thai phải không? Y Tiểu Âm hỏi. Đúng vậy, Y tiểu thư, chẳng lẽ, chuyện này còn có nguyên nhân nào khác? Sắc mặt của Hà Thiên Hào hơi thay đổi một chút. Không sai, Nghiên Nhi tiểu thư mắc phải một căn bệnh khá hiếm gặp, có lẽ, Hà tiên sinh cũng đã được nghe nói đến căn bệnh này, gọi là hội chứng Mỹ nhân ngủ. Hội chứng Mỹ nhân ngủ tên khoa học là hội chứng Klarerwang, KLS, là một hiện tượng rối loạn thần kinh về giấc ngủ và ăn uống. Y Tiểu Âm hơi gật đầu, căn bệnh đó bình thường mà nói cũng không thể làm chết người, qua mấy năm hoặc mười mấy năm, có khả năng tự động khỏi hẳn, nhưng theo tình hình của Nghiên Nhi tiểu thư, bây giờ tốt nhất vẫn nên chữa khỏi căn bệnh đó. Hội chứng Mỹ nhân ngủ, điều này, căn bệnh này, không phải nói, không có cách chữa trị sao? Sắc mặt của Hà Thiên Hào có chút trắng bệch, hắn đương nhiên biết căn bệnh đó, cũng biết nó rất phiền phức, đặc biệt là đối với Nghiên Nhi, nếu như mắc phải loại bệnh như vậy, sau này có thể sẽ không làm gì được. Đặc biệt là bây giờ, nàng còn mang thai, vậy sẽ càng thêm phiền toái. Hà tiên sinh, trước kia bệnh của ông nội ngươi, bệnh viện khác cũng không có cách chữa trị. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng, ta có thể trị hết cho Nghiên Nhi tiểu thư, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đồng ý để chúng ta chữa bệnh. Đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Hà Thiên Hào vội vàng nói, ta đương nhiên là tin tưởng Y tiểu thư, cô là y tiên, đồng thời là thần y giỏi nhất, cô nói có thể chữa hết bệnh, đương nhiên có thể chữa hết bệnh. Ta cũng không phải là bác sĩ giỏi nhất, nhưng ta quả thật có thể chữa khỏi. Giọng của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, việc này không nên chậm trễ, bệnh tình của Nghiên Nhi tiểu thư không thể chậm trễ, cho nên, chúng ta dự định bây giờ sẽ bắt đầu chữa bệnh, Hà tiên sinh ngươi phải biết quy củ của ta, phải làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút, ta và trợ lý của ta sẽ cùng nhau chữa bệnh cho Nghiên Nhi tiểu thư. Được, không thành vấn đề, vậy làm phiền phức Y tiểu thư và Hà tiên sinh. Hà Thiên Hào không có do dự, rất nhanh rời khỏi phòng ngủ, đồng thời đóng cửa lại. Ngươi đến đây đi. Đứa bé trong bụng của nàng trưởng thành có chút vấn đề, người thuận tiện chữa luôn một chút. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, mở miệng nói. Hạ Thiên đối với điều đó cũng không có phân vân gì, trực tiếp lấy ra một cây châm bạc, đâm về phía Nghiên Nhi. Hội chứng Mỹ nhân ngủ này, đối với Hạ Thiên thật cũng không xem là quá khó, ngược lại là thai nhi còn đang phát triển trong bụng của Nghiên Nhi, muốn chữa được có hơi phiền toái một chút. Có điều, biệt danh thần y giỏi nhất thế giới này của Hạ Thiên cũng không phải lời nói suông. Mà nghịch thiên bát châm của hắn vẫn luôn có loại hiệu quả nghịch thiên, mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng toàn bộ vẫn như cũ, chỉ có điều Hạ Thiên phải tốn hơi nhiều thời gian. Được rồi, Hạ Thiên nở nụ cười rực rỡ với Y Tiểu Âm, nàng ấy có thể còn phải ngủ nửa giờ nữa, vợ y chúng ta có thể đi rồi. Đi ra ngoài trước đã, Y Tiểu Âm cũng không có kiểm tra thêm, nếu như nói có một việc nàng hoàn toàn tin tưởng với Hạ Thiên, đó chính là y thuật của hắn, mà điều đó gần như là điểm duy nhất nàng bội phục Hạ Thiên. Cứ thỉnh thoảng, nàng tự nói với mình, Hạ Thiên chỉ vì có năng khiếu bẩm sinh, điều kiện tốt, nhưng, nàng vẫn biết, thiên phú của bản thân cũng là một loại năng lực, mà nàng có thể trở thành thần y, trong đó có một nguyên nhân tương tự, chính là nàng có thiên phú tốt hơn rất nhiều so với người khác, không chỉ vì nàng luôn cố gắng nghiên cứu y thuật. Hai người cùng đi ra khỏi phòng ngủ, mà Hà Thiên Hào đang đứng chờ ở bên ngoài. Y tiểu thư, Hà Thiên Hào vội vàng tiến lên gặp. Hà tiên sinh. Chúng ta đi xuống lầu nói. Y Tiểu Âm mở miệng nói, nếu không thì có thể sẽ đánh thức Nghiên Nhi tiểu thư. Được, được, trên mặt của Hà Thiên Hào xuất hiện cảm xúc ngạc nhiên vui mừng rõ ràng, hắn có thể nghe ra được nghĩa bóng trong lời kia của Y Tiểu Âm, biết bệnh tình của Nghiên Nhi chắc đã không có vấn đề gì, nếu không, sẽ không có khả năng đánh thức nàng. Ba người đi xuống lầu, tới phòng khách, Hà Thiên Hào rất khách khí mời hai người Y Tiểu Âm Hạ Thiên ngồi xuống, tiếp theo, hắn dường như đã mất hết kiên nhẫn. Hỏi Y tiểu thư, cơ thể của Nghiên Nhi không có vấn đề gì nữa sao? Hà tiên sinh, không cần lo lắng, Nghiên Nhi tiểu thư đã không sao, đứa bé trong bụng của nàng cũng không có việc gì, sau này, ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng là được. Y Tiểu Âm mở miệng nói ra, nếu có vấn đề gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta bất cứ lúc nào.
Y Tiểu Âm im lặng một lát, lại nói, có lẽ, còn nửa giờ nữa thì Nghiên Nhi tiểu thư sẽ tỉnh lại, ta nghĩ sắp tới người chăm sóc nàng sẽ rất bận, nên chúng ta xin chào tạm biệt trước. Chuyện kia, được, cảm ơn Y tiểu thư. Hà Thiên Hào hơi chần chờ một chút, lại nhịn không được nói, Y tiểu thư, ta biết cô sẽ không nói ra ngoài, nhưng vẫn muốn xin cô đừng nói cho người ngoài biết chuyện hôm nay, cô cũng biết, cho dù là phía bên nhà Nghiên Nhi, hay gia tộc của chúng ta, đều không biết chuyện của chúng ta. Hà tiên sinh, ta nói thẳng, ta và trợ lý của ta cũng là bác sĩ, không phải phóng viên bát quái. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng, đứng dậy, Hà tiên sinh không cần tiễn chúng ta. Y Tiểu Âm và Hạ Thiên cùng nhau rời khỏi biệt thự, rồi lên xe. Vợ y, ta vừa mới thể hiện không tệ chứ. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Y Tiểu Âm, nếu ta ở trước mặt người ngoài đều giả bộ làm ra dáng vẻ kia, nàng sẽ khen thưởng cho ta sao? Để ngươi đi theo đã là phần thưởng. Y Tiểu Âm tức giận nói, tên khốn này còn muốn khen thưởng, mà hắn mong muốn khen thưởng cái gì, không cần hỏi đã biết. Vợ y, nàng thật sự quá keo kiệt. Hạ Thiên có phần hơi phiền muộn, vợ quỷ keo kiệt cũng không keo kiệt như nàng. Ngươi có thể đi tìm Lam y nhân, nàng ấy khẳng định sẽ hào phóng hơn so với ta. Giọng nói của Y Tiểu Âm bình tĩnh. À, đúng là vợ Tiểu y ngoan ngoãn hơn nàng nhiều. Hạ Thiên rất đồng ý với câu nói kia, nhưng... ta vẫn thích đi theo vợ y hơn, ai bảo ta bây giờ vô cùng muốn ngươi chứ. Hạ Thiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm Y Tiểu Âm, vài giây sau, bổ sung một câu, vợ y, dây an toàn của nàng buộc rất đẹp mắt nha. Y Tiểu Âm âm thầm cắn răng, tên khốn này, dây an toàn buộc nhìn rất đẹp cái gì, ánh mắt kia còn không phải đang nhìn chằm chằm ngực của nàng sao. Đã bao nhiêu năm, tên khốn này vẫn là một tên biến thái không hơn không kém, mấu chốt là, mỹ nữ bên cạnh hắn như mây. Rất nhiều người có dung mạo dáng người đều xuất sắc hơn so với nàng, hắn làm sao lại vẫn không muốn buông tha cho nàng chứ? Người biết Nghiên Nhi kia là ai không? Y Tiểu Âm đổi chủ đề. Không biết, Hạ Thiên chính xác không biết. Nàng ấy là một ngôi sao ca nhạc, nhóm của nàng ấy, bây giờ là một trong những nhóm nhạc nữ nổi danh nhất thế giới. Nàng ấy chỉ mới 19 tuổi, nhưng bây giờ đã là một trong ngôi sao ca nhạc vô cùng nổi tiếng. Đơn thuần bàn về mặt nổi tiếng, nàng ấy còn nổi tiếng hơn so với Triệu Vũ Cơ nhà ngươi. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, mặc dù, quan hệ giữa nàng ấy và Hà Thiên Hào không thể công khai, nhưng sự nuông chiều của Hà Thiên Hào đối với nàng ấy, là phát ra từ trong lòng, ngay cả ta đều có thể nhìn ra được. Vợ y, ta thích nàng cũng là phát ra từ đáy lòng. Hạ Thiên nở nụ cười hì hì, nàng thông minh như vậy, chắc chắn cũng biết. Y Tiểu Âm không tự chủ được khẽ cắn răng. Hắn có thể phát ra từ đáy lòng sao, nhưng đó có phải là thích không? Đấy căn bản chính là một loại lòng ham chiếm hữu, hắn chính là muốn chiếm đoạt không buông tha cho nàng. Người căn bản không biết cái gì là yêu thích, Y Tiểu Âm hừ lạnh một tiếng. Vợ y, yêu thích chính là yêu thích, không cần phải hiểu, ta thích nàng, thích ở cùng một chỗ với nàng, thích nói chuyện với nàng, thích ăn cơm với nàng, thích đi ra ngoài xem bệnh với nàng, còn thích ngủ chung với nàng, rời giường cùng nhau. Hạ Thiên không chút hoang mang nói. Được rồi, ngậm miệng, Y Tiểu Âm có chút xấu hổ, mấy lời trước đó hắn nói vẫn coi như bình thường, nhưng mấy lời phía sau như thích ngủ chung, rời giường cùng nhau, sợ rằng đây mới là sở thích chân chính của hắn nha. Vợ y, nếu không thì chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Hạ Thiên thay đổi chủ đề. Bây giờ mới hơn 10 giờ, ăn cơm cái gì? Y Tiểu Âm tức giận nói. Chỉ cần là ăn cơm với vợ y, mặc kệ lúc nào cũng có thể. Hạ Thiên nghiêm túc nói, cho dù là sáng sớm lúc 4 giờ, ta cũng có thể ra ngoài ăn cơm với nàng. Tóm lại bây giờ ta không muốn ăn cơm. Y Tiểu Âm chừng Hạ Thiên một chút, ở trước mặt hắn, nàng lúc nào cũng dễ dàng tức giận, mà hết lần này tới lần khác, nàng lại không có cách nào thoát khỏi hắn. Lúc nào, Y Tiểu Âm cũng không tự giác nhớ lại tình cảnh mười mấy năm trước kia cũng là ở thành phố này, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên, lúc đó nàng còn vô cùng tự tin. Cho rằng sẽ có thể khống chế Hạ Thiên hoàn toàn, nhưng nàng lại tính sai, bắt đầu từ ngày đó, nàng vĩnh viễn đã mất đi quyền chủ động, mà cũng bắt đầu từ ngày đó, Hạ Thiên rõ ràng không còn đơn thuần như trong tưởng tượng. Giống như bây giờ, nàng rõ ràng vẫn như cũ, hắn sẽ đồng ý một vài yêu cầu của nàng, chỉ cần yêu cầu đó không phải vô cùng quá đáng, nhưng một khi yêu cầu chạm tới lợi ích của hắn, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn nguyện ý đóng giả một người bình thường, giả làm trợ lý của nàng. Nhưng nếu như muốn hắn rời đi, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, trừ khi chính hắn muốn chạy tới nơi của một nữ nhân khác. Nhưng vấn đề là,
bây giờ, nàng dường như rất có sức hấp dẫn đối với hắn, đương nhiên, điều đó có liên quan với việc rất nhiều cô vợ của hắn mất tích, có lẽ dưới cái nhìn của hắn, bây giờ, nàng mới là nữ nhân có quan hệ thân mật với hắn nhất trên thế giới này. Còn Lam Y Nhân, dù sao thời gian bọn hắn quen biết vẫn còn khá ngắn. Leng keng. Điện thoại của Y Tiểu Âm nhận được một tin tức, trong lòng của nàng có chút bực bội, dứt khoát cho xe dừng ở ven đường, sau đó lấy điện thoại ra nhìn một chút, lại phát hiện là một tin tức. Tin nóng, Tam thiếu gia nhà họ Hà công khai yêu Nghiên Nhi, nhà gái đã mang thai, chuyện tốt của hai người đã gần tới. Y Tiểu Âm ấn mở tin tức, quả nhiên là tin tức Hà Thiên Hào và Nghiên Nhi công khai yêu nhau. Hà Thiên Hào vốn muốn giấu chuyện của hai người, nhưng vừa mới xảy ra một ít chuyện, làm cho hắn ý thức được, tình yêu chân thành càng đáng quý, không cần cố kỵ quá nhiều hình thức, cho nên, hắn đã công khai chuyện này, cũng chuẩn bị ứng phó những hậu quả sắp đến. Nhìn thấy không, bọn hắn như này mới là yêu nhau thật sự. Y Tiểu Âm nhìn không được đưa tin tức tới trước mặt Hà Thiên Hào thật sự rất yêu Nghiên Nhi. À, tên họ Hà kia à, lần này thì khá thảm rồi. Hạ Thiên lẩm bẩm. Nhà họ Hà sẽ không nguyện ý để hắn cưới một nữ minh tinh, nhưng điều đó cũng thảm không lắm đâu, dù mất đi tài sản nhà họ Hà, bọn hắn vẫn như cũ có thể sống tốt. Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, Hà Thiên Hào có thể vì Nghiên Nhi không tiếc tất cả, đây mới là biểu hiện chân chính của việc yêu một người. Vợ y, thực ra ta cũng có thể công khai quan hệ giữa chúng ta à, chỉ là nàng không cho mà thôi. Dáng vẻ của Hạ Thiên trông rất vô tội, với lại, Hà Thiên Hào càng thích Nghiên Nhi kia, hắn lại càng thảm. Lời đó của ngươi có ý gì? Y Tiểu Âm cảm thấy trong lời nói của Hạ Thiên có hàm ý, vì sao Hà Thiên Hào sẽ càng thảm? Vợ y, nàng xem, ta thích nàng, nàng cũng thích ta, như vậy thì tốt hơn. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Ta không thích ngươi, Y Tiểu Âm tức giận nói. Vợ y, mặc dù trong miệng ngươi nói không, nhưng trong lòng nàng vẫn thích ta. Hạ Thiên nở nụ cười rực rỡ, rõ ràng không hề quan tâm đến câu nói kia của Y Tiểu Âm. Nói chuyện chính đi, Y Tiểu Âm chừng Hạ Thiên, vì sao Hà Thiên Hào sẽ càng thê thảm chứ? Ừ, vợ y, ta vừa mới nói à, ta thích nàng, nàng cũng thích ta, chúng ta đều vui vẻ, nhưng Hà Thiên Hào không giống thế, hắn rất yêu Nghiên Nhi kia, nhưng Nghiên Nhi đó lại không thích hắn, hắn đương nhiên là rất thảm rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ngươi nói bậy gì đấy? Y Tiểu Âm có hơi nhíu mày, làm sao ngươi biết Nghiên Nhi không thích Hà Thiên Hào? Trước kia ngươi cũng chưa từng gặp bọn họ nữa. Nhưng, vợ y, buổi sáng hôm nay, Nghiên Nhi kia còn ngủ với nam nhân khác, nếu nàng ta cũng yêu Hà Thiên Hào, chắc chắn sẽ không làm như thế. Hạ Thiên lười biếng nói. Cái gì, điều đó sao có thể? Sắc mặt của Y Tiểu Âm biến hóa, danh tiếng của Nghiên Nhi luôn rất tốt, không có khả năng làm loạn với người khác, có phải ngươi nhìn nhầm rồi hay không? Vợ y, loại chuyện này ta làm sao có thể nhìn nhầm chứ? Hạ Thiên lắc đầu, hơn nữa, nam nhân kia, chắc thường xuyên ở cùng một chỗ với Nghiên Nhi kia, à, ta thấy đứa bé trong bụng của nàng ta, hơn phân nửa không phải là con của Hà Thiên Hào, nàng ta nói là mang thai ngoài ý muốn, hơn phân nửa là ngoài ý muốn mang thai con của người khác thôi. Y Tiểu Âm nhất thời không biết nói gì, nàng biết Hạ Thiên sẽ không có khả năng nói mỏ với chuyện như thế, vì đối với Hạ Thiên, điều đó đều không phải là chuyện lớn gì. Hắn căn bản cũng sẽ không quan tâm những việc kia, đương nhiên sẽ càng không vì vậy mà nói dối. Nhưng vấn đề là, nàng thật sự có chút khó tiếp thu kết quả này, nàng vốn còn tưởng rằng, hiếm khi nhìn thấy con cháu của một đại gia tộc thật lòng yêu một nữ minh tinh, trong lòng thật sự còn có chút cảm động, nhưng kết quả lại là một màn kịch cầu huyết lớn như vậy. Vợ y, ngươi làm gì quan tâm tới Hà Thiên Hào như thế chứ? Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, dáng vẻ có chút buồn bực. Dáng vẻ của hắn còn không đẹp trai bằng ta đây. Ta không có quan tâm hắn, hơn nữa, hắn đẹp trai hơn so với ngươi. Y Tiểu Âm tức giận nói. Y Tiểu Âm dừng lại một chút, lại bổ sung một câu, ông của Hà Thiên Hào là một người rất tốt, nhà họ Hà cũng là gia tộc thật sự không tệ, thường xuyên làm từ thiện, còn thành lập một quỹ ngân sách cứu chữa ở bệnh viện chúng ta, chuyên môn cứu chữa cho những bệnh nhân nghèo khó khác, nếu ngươi nói đều là thật sự. Nếu chuyện của Nghiên Nhi kia bị người ta phơi bày ra ngoài ánh sáng, Hà Thiên Hào chắc chắn sẽ trở thành trò cười, cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với danh dự nhà họ Hà. Ừ, Nghiên Nhi đó chắc sẽ tiếp tục đi lừa gạt thêm, vợ y, người muốn nói chuyện này cho Hà Thiên Hào đó biết sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Y Tiểu Âm lắc đầu, chúng ta là bác sĩ có trách nhiệm chữa bệnh tình và chuyện tình cảm không có quan hệ với nhau, vậy chúng ta không cần phải quan tâm.
Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, lại bổ sung, ngươi cũng không cần ra ngoài nói mỏ, có lẽ Nghiên Nhi sẽ suy nghĩ lại, cũng có thể nàng muốn ở cùng một chỗ với Hạ Thiên Hào, nếu đúng như vậy, điều kia cũng không nhất định là chuyện xấu. Vợ y y, ta cảm thấy đó nhất định là chuyện xấu, nhưng, không liên quan gì tới ta sẽ không quản. Hạ Thiên rõ ràng không có tâm trạng đi ra ngoài nói lung tung, hắn vừa mới nói chuyện này, có điều chỉ là muốn phản bác Y Tiểu Âm mà thôi. Điều đó không phải, lúc này Hạ Thiên lại bổ sung một câu, vợ y y, người xem, chúng ta mới là tình yêu chân chính. Y Tiểu Âm rất muốn đánh chết Hạ Thiên, tên khốn này không biết xấu hổ, còn dám ở trước mặt nàng nói cái gì tình yêu chân thực. Chẳng lẽ hắn không nhớ rõ trước kia hắn làm thế nào để có được nàng à? Có điều, cuối cùng Y Tiểu Âm vẫn nhịn, mà nàng quyết định không đi quản chuyện của Hạ Thiên Hào và Nghiên Nhi nữa, như nàng mới vừa nói, nàng là bác sĩ, chỉ phụ trách chữa bệnh, chuyện tình cảm không có quan hệ gì với nàng. Xe một lần nữa khởi động, bây giờ thời gian vẫn còn khá sớm, Y Tiểu Âm đương nhiên sẽ không đi ăn cơm trưa với Hạ Thiên, mà là trước tiên lái xe về tới bệnh viện. Khi hai người tới cửa ra vào phòng làm việc của viện trưởng, đã phát hiện tình hình không đúng, vì cửa ra vào có hai người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục đứng đó, nhìn qua giống như vệ sĩ. Cửa phòng làm việc của viện trưởng mở ra, đương nhiên, đây là chuyện bình thường, trước đó lúc Y Tiểu Âm rời đi, cũng không có khóa cửa, vì trong đó nàng cũng không có để vật gì quý giá, ngược lại bên trong phòng ngủ khá riêng tư một chút, nhưng phòng ngủ đã bị khóa rồi. Y Tiểu Thư, hai người vệ sĩ đứng ở cửa ra vào kia đương nhiên quen biết Y Tiểu Âm, đều rất khách khí lên tiếng chào nàng. Y Tiểu Âm có hơi nhíu mày, sau đó vẫn đi vào trong văn phòng, mà không ngoài dự đoán của nàng, bên trong quả nhiên có người đang đợi nàng. Đó là một nam tử trẻ tuổi chừng 30 tuổi, mặc Âu phục dày da, nhìn qua rất lịch sự, không thể xem là đẹp trai, nhưng khí chất không tầm thường, hắn đang đứng bên cạnh bàn làm việc, mà nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn phía Y Tiểu Âm. Y Tiểu Thư, người đã trở về. Nam tử mỉm cười, xin lỗi, vì cửa ở đây đang đóng, ta tự mình quyết định đi vào trước đợi ngươi. Không sao, dáng vẻ của Y Tiểu Âm khi gặp người ngoài luôn là không màng danh lợi, không biết Mạc hội trưởng tìm ta có chuyện gì không? Không có việc lớn gì, chủ yếu là tới thăm hỏi Y Tiểu Thư một chút. Nam tử cười, ánh mắt lại rơi ở trên thân Hạ Thiên, vị này là... Đây là trợ lý của ta, họ Hạ. Gọi hắn là bác sĩ Hạ được rồi. Mặt của Y Tiểu Âm không thay đổi. Bác sĩ Hạ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Mạc An Luân, hội trưởng Trung Y Hiệp hội ở Vọng Cảng. Mạc hội trưởng liên tục mở rộng truyền thống y học, có rất nhiều cống hiến lớn đối với sự phát triển của Trung Y. Y Tiểu Thư quá khen, ta chỉ làm chút chuyện đủ khả năng. Mạc An Luân cười nhạt một tiếng, mà Y Tiểu Thư ngươi mới thật sự làm ra cống hiến to lớn đối với Trung Y. Mạc An Luân vừa nhìn Hạ Thiên đang đi đến bên này. Tiếp theo đưa tay ra với Hạ Thiên, chào ngươi, bác sĩ Hạ, rất vinh hạnh được biết ngươi. Thật ra ngươi vẫn không biết ta. Hạ Thiên không muốn bắt tay với Mạc An Luân, bằng không thì ngươi chắc chắn biết, ta có bệnh thích sạch sẽ, cho nên ta không bắt tay với người khác. Như vậy, bác sĩ Hạ, bây giờ ta với ngươi đã quen biết nhiều hơn một chút. Mạc An Luân thu tay lại, khuôn mặt mỉm cười, sau đó, hắn nhìn về phía Y Tiểu Âm, Y Tiểu Thư, hiệp hội của chúng ta gần đây có hoạt động giao lưu. Không biết ngươi có nguyện ý có mặt hay không? Thời gian chúng ta còn chưa quyết định, vì cân nhắc đến Y Tiểu Thư ngươi bận rộn nhiều việc, nếu ngươi nguyện ý có mặt, chúng ta sẽ sắp xếp thời gian cho phù hợp với ngươi. Mạc hội trưởng, gần đây bên ta có khá nhiều chuyện, hơn nữa thường xuyên có chuyện xảy ra, cho nên bây giờ, ta không thể đảm bảo lúc nào rảnh, ta thấy các ngươi không bằng cứ sắp xếp trước đi, nếu ta có thời gian, vậy ta nhất định sẽ tham dự. Y Tiểu Âm suy nghĩ nói. Chuyện kia, nếu như vậy, không biết hiện tại Y Tiểu Thư có thời gian rảnh không? Mạc An Luân suy nghĩ một chút, buổi trưa hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, rồi buổi chiều trao đổi một chút, buổi tối còn có thể sắp xếp một buổi tiệc tối, ta nghĩ, bây giờ tạm thời thông báo cho mọi người chắc cũng còn kịp. Chuyện này, Y Tiểu Âm suy nghĩ, nhìn Hạ Thiên bên cạnh một cái, rồi nàng quyết định, được, Mạc hội trưởng, hôm nay đi, hôm nay ta có thể rút ra chút thời gian. Tốt lắm, Y Tiểu Thư. Bây giờ ta đi thông báo cho mọi người, có lẽ trong nửa giờ nữa, ta sẽ nói cho Y Tiểu Thư biết địa điểm liên hoan giữa trưa. Mạc An Luân nhìn qua rất vui vẻ, ta không quấy rầy ngươi, xin tạm biệt. Mạc An Luân làm việc rất dứt khoát, sau đó lại chào Hạ Thiên lần nữa, nhanh chóng rời đi, mà trong văn phòng, chỉ còn lại hai người Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Vợ y y,
có phải tên kia đang có ý đồ không tốt đối với nàng đúng không? Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, rất nghiêm túc hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắn đã có bạn gái. Y Tiểu Âm hồi đáp. Vợ Y, năm đó, ta đã có vợ nhưng vẫn thích nàng, chuyện đó không liên quan đến nhau. Hạ Thiên lập tức phản bác. Dù sao, đây chính là sự thật. Qua thật lâu, Y Tiểu Âm mới tức giận nói, ngươi cho rằng nam nhân nào đều giống như ngươi sao? Vợ Y, ta là có một không hai, ta không chắc chắn mỗi một nam nhân đều giống như ta. Hạ Thiên nói rất chân thành, nhưng, ta vẫn cảm thấy cái tên họ Mạc kia có ý đồ không tốt với ngươi, đợi lát nữa ta cũng muốn đi theo. Ta chưa từng nói không để ngươi đi chung. Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, trên thực tế, nàng biết hôm nay Hạ Thiên sẽ quấn lấy nàng, mới đáp ứng đi tham gia hoạt động giao lưu kia, nói cho cùng, nàng không muốn ở một mình chung với Hạ Thiên. Mặc dù đã mười mấy năm trôi qua, Y Tiểu Âm vẫn như cũ không biết nên một mình ở cùng chung với Hạ Thiên như thế nào, trên thực tế, trong những năm này, nàng vẫn đang lựa chọn tránh né Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, tình huống này tránh cũng không thể tránh, nàng thật sự không biết phải làm sao, suy nghĩ một chút vẫn nên đi chỗ đông người tốt hơn, dù sao, hôm nay hắn chấp nhận ở trước mặt người ngoài, giả làm trợ lý của nàng. Vợ Y, nếu không thì ta thay thân phận. Lấy thân phận chồng của ngươi đi tham gia hoạt động đó. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ngươi có thể không đi. Y Tiểu Âm tức giận nói, suy nghĩ của hắn thật đúng là kỳ lạ, lúc này mới qua bao lâu, đã muốn từ trợ lý lên cấp thành chồng. Được rồi, trợ lý đi theo bên người cũng có thể. Hạ Thiên lẩm bẩm, à, kỳ thực chồng cũng là để trợ giúp, dù sao ta làm chồng, vẫn phải giúp đỡ vợ Y một chút. Y Tiểu Âm chẳng muốn quản Hạ Thiên giải thích lung ta lung tung. Nàng trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn làm việc, bắt đầu xử lý công việc bệnh viện, sau khi nàng xem xong mười mấy bức thư, mới nhận được tin tức Mạc An Luân gửi tới. Địa điểm liên hoan lại không phải ở bên trong thành phố Vọng Cảng, mà ở trên một hòn đảo này ngược lại cách Vọng Cảng cũng không xa, trên lý thuyết thì giữa trưa cũng là có thể chạy đến. Nhưng, hoạt động giao lưu của một trung y hiệp hội, đi lựa chọn một hòn đảo, ít nhiều có chút không đúng lắm. Vợ Y, tên kia chắc chắn có ý đồ không tốt đối với ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đưa ra kết luận như vậy. Mặc kệ là có ý đồ xấu hay không, tóm lại đợi lát nữa ngươi cũng chỉ là trợ lý của ta, không được gây sự, bằng không sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa. Y Tiểu Âm lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, trực giác nói cho nàng biết, hắn có thể sẽ đi gây sự với Mạc An Luân. Vợ Y, ta sẽ làm một trợ lý tốt. Hạ Thiên nói rất chân thành, vì dỗ dành cô vợ còn chưa chân chính tới tay mình. Hắn vẫn nguyện ý tốn chút tâm tư. Tốt nhất là ngươi nói được làm được. Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, đi thôi. Y Tiểu Âm rời khỏi phòng làm việc, Hạ Thiên đi theo phía sau, cả hai cùng nhau sóng vai đi về trước. Không bao lâu, hai người đã ngồi trên chiếc Porsche của Y Tiểu Âm, mà khi nàng thắt đai an toàn, Hạ Thiên lại nhìn nàng chằm chằm một hồi, Y Tiểu Âm lại làm như không thấy. Có một số việc mãi mãi sẽ không thể thay đổi, mà có một số người vĩnh viễn không cách nào từ bỏ được. Porsche chạy trên đường, dựa theo tin tức Mạc An Luân gửi tới trước đó, bọn hắn sẽ gặp mặt ở bến cảng, sau đó sẽ di chuyển lên du thuyền của Mạc An Luân chạy ra hòn đảo đó. Mà trên đường đi tới bến cảng, Hạ Thiên vẫn luôn chơi điện thoại, nhìn như đang trò chuyện với ai đó trên WeChat, Y Tiểu Âm không biết là Hạ Thiên đang nói chuyện phiếm với bé ngoan. Trong quá trình nói chuyện trên trời dưới đất với bé ngoan, Hạ Thiên cũng đã nhận được rất nhiều tin tức liên quan tới Mạc An Luân. Sau đó hắn càng thêm tin tưởng Mạc An Luân có ý đồ xấu với vợ Y của mình. Mạc An Luân là hội trưởng Hiệp hội Trung Y Vọng Cảng, thật ra cũng không tính là bác sĩ, hắn có thể trở thành hội trưởng với nguyên nhân rất đơn giản, hắn có tiền. Thật ra những năm gần đây, Trung Y vẫn không phát triển bằng Tây Y, cộng thêm rất nhiều kẻ lừa đảo lấy danh nghĩa Trung Y đi lừa gạt mọi người, điều đó càng làm cho danh tiếng của Trung Y trở nên không tốt. Mặc dù có những người có y thuật trung y cao siêu như Y Tiểu Âm nhưng vẫn không cách nào thay đổi được đại cục. Nhưng ở Vọng Cảng, danh tiếng của trung y vẫn còn rất tốt, mà nguyên nhân mấu chốt chính là do làm tốt mảng tuyên truyền. Tuyên truyền cần có tiền, Mạc An Luân là người có tiền, vì nhà hắn rất có tiền, cha của hắn là Mạc Bất Quý, 3 năm gần đây liên tục chiếm giữ vị trí nhà giàu nhất Vọng Cảng. Mọi người đều nói cái tên Mạc Bất Quý rất tốt, trong âm có dương, thế là Mạc Bất Quý trở thành người giàu có. Mà Mạc An Luân là con một của Mạc Bất Quý, đương nhiên không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Trên thực tế, Mạc An Luân cũng không phải loại thiếu gia ăn chơi, hắn đã bắt đầu đầu tư từ sớm, hơn nữa khoản tiền đầu tư thu vào cũng không tệ, trong tay hắn có rất nhiều công ty,
trong đó có một công ty khoa học kỹ thuật đã từng đạt giá trị hơn 100 tỷ, nhưng vào mấy năm trước, hắn đột nhiên bắt đầu trở nên yêu thích với Trung Y. Mặc dù Mạc An Luân đưa ra lý do với bên ngoài là trước đó cha của hắn sinh bệnh, sau đó được Trung Y chữa khỏi, cho nên mới bắt đầu ra sức tôn vinh Trung Y. Nhưng trên thực tế, rốt cuộc phải lý do này hay không thì không ai xác định được. Ít nhất thì Hạ Thiên cảm thấy căn bản không phải chuyện như vậy, hắn cảm thấy sở dĩ Mạc An Luân trở thành hội trưởng Hiệp hội Trung Y vì muốn gián tiếp tiếp cận cô vợ y y xinh đẹp của hắn. Đương nhiên, Mạc An Luân đúng là đã có bạn gái, hơn nữa cô bạn gái kia của hắn rất xinh đẹp, là một siêu mẫu. Hạ Thiên thậm chí còn nhìn thoáng qua ảnh chụp của siêu mẫu kia, lấy thẩm mỹ của hắn cũng cảm thấy cô siêu mẫu này không tệ, cặp chân kia suýt nữa dài bằng tiểu muội chân dài, tuy không có dễ nhìn như tiểu muội chân dài, nhưng như vậy đã đủ xứng đôi với Mạc An Luân rồi. Nhưng Hạ Thiên vẫn cảm thấy Mạc An Luân coi trọng vợ y y của hắn, dù sao thì vợ y y nhà hắn xinh đẹp như vậy, đẹp hơn gấp mấy lần so với cô bạn gái siêu mẫu của Mạc An Luân, bị người khác để ý là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, bây giờ hắn không có chứng cứ gì, mà nếu có chứng cứ thật, Hạ Thiên cảm thấy mình cũng không thể lập tức xử lý Mạc An Luân. Chuyện này cứ từ từ, thuận tiện phát triển một chút tình cảm với vợ y y. Hạ Thiên đã lập tức đưa ra quyết định như thế, dù sao thì hắn đẹp trai như vậy, coi như làm như cách người bình thường gọi là cạnh tranh công bằng thì chắc chắn hắn cũng sẽ chiến thắng. Khi chiếc Porsche của Y Tiểu Âm dừng trước cảng đã là 12 giờ trưa, Mạc An Luân đang chờ ở bến cảng, tiếp theo mang hai người lên du thuyền. Ngoại trừ Mạc An Luân, trên du thuyền còn có ba người, hai nữ một nam, trong đó có một nữ nhân với dáng người cao gầy, Hạ Thiên liếc một cái là đã nhận ra người này là ai. Nàng chính là bạn gái siêu mẫu của Mạc An Luân, tên của nàng rất có cá tính, họ ba tên Lê, đúng vậy, tên nàng là Ba Lê, cách gọi Paris của người Trung. Nữ nhân còn lại mặc một áo blau trắng, dáng người cũng không tệ lắm, ít nhất ngũ quan vẫn rất đoan chính, mà nam nhân đi với họ là một người trung niên đầu chọc chừng 50 tuổi, không quá phù hợp với hình tượng Trung Y. Y tiểu thư, bác sĩ Hạ, chúng ta xuất phát trước, những người khác có thể sẽ tới muộn một chút, bọn hắn sẽ ngồi thuyền tới sau. Mạc An Luân mỉm cười, Lê Lê, người giúp ta chiêu đãi mọi người, ta đi lái thuyền. Mạc An Luân tự đi điều khiển du thuyền, mà siêu mẫu Ba Lê thì phụ trách chiêu đãi đám người, nhìn ra được là Y Tiểu Âm cũng biết những người kia, hơn nữa còn rất quen thuộc, tất cả mọi người không cần giới thiệu đã bắt đầu nói chuyện. Ba Lê chuẩn bị chút điểm tâm, đồ uống cho mọi người, nữ bác sĩ và nam nhân đầu chọc thì không ngừng hỏi thăm Y Tiểu Âm đủ loại chuyện liên quan tới y thuật, Y Tiểu Âm hỏi gì đáp nấy. Sau đó thì Ba Lê tham gia vào cuộc trò chuyện, hỏi thăm một chút vấn đề về phương diện dưỡng sinh, thậm chí còn nhờ Y Tiểu Âm bắt mạch cho mình. Bốn người trò chuyện rất vui vẻ, Hạ Thiên thì bị gạt sang một bên, cũng may Hạ Thiên cũng không để ý mấy chuyện này, hắn chỉ là ngồi ở bên cạnh ngắm biển. Bác sĩ Hạ, anh có muốn ăn chút gì đó không? Một giọng nói truyền tới, cô nàng siêu mẫu Ba Lê đi tới bên cạnh Hạ Thiên, hiển nhiên đã hỏi xong vấn đề của mình. Nàng ta bưng một dĩa hoa quả đưa về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không khách khí, tiếp nhận hoa quả, bắt đầu ăn. Bác sĩ Hạ, anh thật sự là trợ lý của Y Tiểu Thư sao? Ba Lê hỏi. Đúng vậy, Hạ Thiên hồi đáp. Ta nhớ trợ lý trước đó của Y Tiểu Thư là A Cửu Tiểu Thư, anh là người thay thế A Cửu Tiểu Thư à? Ba Lê lại tiếp tục hỏi thăm. Không phải, ta và A Cửu không giống nhau. Hạ Thiên lắc đầu, hiện tại A Cửu có việc bận. Cho nên ta tạm thời làm trợ lý cho vợ. Cho Y Tiểu Thư. Hạ Thiên cảm thấy cái xưng hô Y Tiểu Thư này do chính mình nói ra có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn nói như vậy, thật ra hắn cũng biết diễn kịch, chỉ là lười diễn thôi. Bây giờ, vì cô vợ xinh đẹp nhà mình, diễn một vở kịch không phải chuyện khó khăn gì. Thì ra là thế, chẳng thể trách trước đó ta chưa bao giờ thấy ngươi. Ba Lê lộ ra vẻ mặt đã hiểu, đúng rồi, bác sĩ Hạ, tên đầy đủ của ngươi là gì vậy? Tên đầy đủ của ta chính là bác sĩ Hạ. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô cùng thành thật, ta thích làm bác sĩ, cho nên đổi tên gọi là bác sĩ Hạ. Hóa ra là thế, vậy thì quá khéo rồi, thật ra trước đó ta cũng không gọi là Ba Lê, sau lại mỗi ngày ta đều muốn đi Paris làm người mẫu, cho nên đổi tên mình thành Ba Lê, mà sau khi ta đổi cái tên này thật đúng là có hiệu quả nha. Ba Lê nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó, ta thật sự trở thành siêu mẫu nổi danh ở Paris, tiếp theo ta còn quen biết An Luân. Cho nên ta cảm thấy cái tên này thật sự rất quan trọng. Đúng vậy, Hạ Thiên tán thành, cái tên đó đúng là rất quan trọng. Đúng rồi, bác sĩ Hạ, người bao nhiêu tuổi rồi?
thoạt nhìn ngươi giống như còn rất nhỏ, có bạn gái chưa? Ba Lê nở nụ cười xinh đẹp, nếu ngươi không có bạn gái thì ta có thể giới thiệu cho ngươi, ta biết rất nhiều bạn bè, bọn họ đều là siêu mẫu giống như ta. Thật ra ta không nhỏ, ta hơn 30 rồi. Hạ Thiên không có nói dối tuổi tác của mình, ta không có bạn gái, nếu ngươi muốn giới thiệu cho ta thì cũng được. Chuyện đó hắn không có nói dối, hắn đúng là không có bạn gái, chỉ có vợ mà thôi, à, còn có nha hoàn. À, không thể nào, Ba Lê hơi kinh ngạc, bác sĩ Hạ, ngươi thật sự hơn 30 tuổi sao? Ta nhìn như thế nào cũng không giống thế, ngươi nhìn quá trẻ đi. Do tư tưởng của ta tương đối trẻ trung, hơn nữa ta hiểu y thuật, có thể duy trì tuổi trẻ cho bản thân. Hạ Thiên nở nụ cười rực rỡ, nếu ngươi có thể giới thiệu cho ta một cô bạn gái xinh đẹp, nói không chừng ta có thể nói cho ngươi một bí mật bảo trì thanh xuân. Thật sao, Ba Lê nghe vậy thật có chút động tâm, vậy bác sĩ Hạ cứ chờ đó, có cơ hội ta sẽ giới thiệu một cô bạn gái cho ngươi. Nói không phải khoe, ta biết rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngoại trừ người mẫu thì còn có minh tinh, còn rất nhiều mỹ nữ giàu có nữa. Tốt, ta đang cần bạn gái đây. Vẻ mặt của Hạ Thiên vô cùng nghiêm túc. Y Tiểu Âm không khỏi quay đầu liếc Hạ Thiên một cái, trình độ nói hưu nói vượn lừa gạt người khác của tên khốn kiếp kia thật đúng là không kém, mặc dù nàng vẫn luôn nói chuyện phiếm với hai người ngồi bên cạnh, nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại của Hạ Thiên. Nhưng Y Tiểu Âm suy nghĩ một chút, trước kia hắn đã giả dạng thành bác sĩ Tống Tử gì đó của Vọng Cảng, rất rõ ràng, hắn vẫn luôn biết diễn kịch, mấu chốt là xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Bác sĩ Hạ, vậy ngươi thích thể mẫu nữ nhân như thế nào? Lúc này, Ba Lê đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tới việc giới thiệu bạn gái cho Hạ Thiên, dù sao thì nàng vẫn rất để ý loại chuyện như bí mật bảo trì thanh xuân. Yêu cầu của ta rất đơn giản, xinh đẹp, dáng người tốt. Hạ Thiên cười hì hì, xinh đẹp giống như Y Tiểu Thư, hoặc có dáng người tương đối khá như ngươi cũng được. Bác sĩ Hạ, ta đã biết vì sao ngươi còn chưa có bạn gái rồi. Paris nhẹ nhàng nở nụ cười. Yêu cầu của ngươi thật đúng là không thấp. Đó là đương nhiên, không thể giảm xuống tiêu chuẩn của mình, thà thiếu còn hơn ẩu, ta tình nguyện không có bạn gái, cũng không muốn tìm người mà ta không thích. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Đúng là như vậy, bác sĩ Hạ, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, tìm bạn gái thì chắc chắn phải tìm người mình thích. Ba Lê nở nụ cười xinh đẹp, yên tâm đi, ta sẽ để ý giúp ngươi. Đúng rồi, bác sĩ Hạ, ngươi cho ta số điện thoại đi. Nếu không thì thêm WeChat cũng được, nếu ta thật sự gặp được người thích hợp thì sẽ giúp hai người thành đôi. Được, Hạ Thiên thật đúng là đưa số điện thoại của mình cho Ba Lê, hắn cảm thấy, biết đâu Ba Lê thật sự có thể giới thiệu cho hắn một cô bạn gái xinh đẹp thì sao? Hạ Thiên nhớ tới Vương Tiểu Nha, nàng ấy cũng xem như là người duy nhất từng có danh hiệu bạn gái, mặc dù sau này thăng cấp trở thành vợ, nhưng đối với Hạ Thiên mà nói thì Vương Tiểu Nha vẫn tương đối đặc biệt. Đặc biệt nhất chính là Vương Tiểu Nha vô cùng sùng bái hắn. Hạ Thiên cảm thấy, nếu như bây giờ có thể tìm được một cô bạn gái đặc biệt sùng bái hắn thì cũng rất tốt, không giống vợ Y Y, dường như cho tới bây giờ nàng ấy đều chưa bày tỏ sự sùng bái của mình với hắn. Còn về muội muội chân dài chuyên môn hố hắn thì lại càng không có. Y Tiểu Thư, chúng ta đã đến nơi. Một giọng nói kéo Hạ Thiên ra khỏi hồi ức, mà người nói chuyện dĩ nhiên là Mạc An Luân. Du thuyền đã cập bờ. Trước đó là một hòn đảo. Nhà trên hòn đảo không nhiều, phong cảnh coi như không tệ, bãi cát ven bờ biển rất đẹp, nhưng trước mắt thì hòn đảo kia không có nhiều nhân khí, ít nhất là liếc nhìn một cái, cũng không bắt gặp được bóng người nào. Y Tiểu Thư, hòn đảo này là do cha của ta khai thác, chủ yếu dùng để du lịch nghỉ dưỡng, trước mắt ở đây vẫn còn trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm. Bởi vì là thử nghiệm cho nên giá cả tương đối tiện nghi, như vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút kinh phí. Mạc An Luân lại nói, dù sao kinh phí của hiệp hội chúng ta không tính là đặc biệt nhiều, có thể tiết kiệm một chút cũng khá tốt. Mạc hội trưởng, ngươi là hội trưởng, những chuyện này ngươi an bài là được rồi. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Tốt, mọi người đi tới khách sạn trước, hiện tại chỉ có khách sạn bên kia là có phòng ăn, ta đã gọi điện thoại trước cho họ, cơm trưa đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn cơm trước, những người khác tạm thời vẫn chưa đến nơi, đến buổi tối, sẽ cùng nhau tụ tập liên hoan. Mạc An Luân vừa nói vừa đi trước dẫn đường, hoạt động giao lưu lần này tổng cộng có 3 ngày, nhưng ta đã thông báo cho mọi người là không thể đảm bảo Y Tiểu Thư sẽ ở đây suốt 3 ngày, nên bọn hắn bảo sẽ cố gắng có mặt ở đây trong hôm nay. Mạc An Luân quay đầu nhìn về phía Y Tiểu Âm, tiếp tục nói, Y Tiểu Thư, nếu ngươi có việc gấp thì ta sẽ an bài người đưa ngươi trở về.
Ta đã biết, cảm ơn Mạc hội trưởng. Y Tiểu Âm vẫn bày ra dáng vẻ điềm tĩnh. Nơi này thật không tệ. Hạ Thiên lẩm bẩm, nếu như có một cô bạn gái vậy nữa thì càng tốt. Bác sĩ Hạ, muốn có bạn gái không thể vội vàng được. Ba Lê cười duyên nói, nhưng nói không chừng vận khí của ngươi tốt, biết đâu có thể làm quen với mỹ nữ ở đây. Vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Hạ Thiên cười hì hì nói. Bác sĩ Hạ, nếu ngươi muốn có bạn gái đến thế thì ta có thể để Mạc hội trưởng đưa ngươi trở về. Vọng Cảng có mấy chục triệu người, tin tưởng ngươi có thể tìm được một cô bạn gái như ý. Giọng của Y Tiểu Âm vang lên, giọng điệu vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng mơ hồ có chút hương vị khác. Ừ, ta muốn tìm một tiên nữ làm bạn gái, Vọng Cảng chắc chắn là không có tiên nữ. Hạ Thiên trả lời rất nghiêm túc. Bác sĩ Hạ, tiên nữ chỉ có một, chính là Y Tiểu Thư. Ba Lê nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng hình như Y Tiểu Thư không có bạn trai thì phải, nếu không thì ngươi thử xem sao. Ừ, ta sẽ thử xem. Hạ Thiên cười hì hì với Y Tiểu Âm, Y Tiểu Thư, nàng có thể làm bạn gái của ta không? Đám người trợn mắt há hốc mồm, gia hỏa này thật đúng là dám thổ lộ với Y Tiểu Âm. Không được, Y Tiểu Âm từ chối vô cùng đơn giản và dứt khoát. Phụt, Ba Lê cười khẽ một tiếng, bác sĩ Hạ, ngươi thật đúng là dám thổ lộ với Y Tiểu Thư. Cẩn thận một chút, không thì ngay cả chức trợ lý, ngươi cũng không làm được. Bất cứ nam nhân nào cũng sẽ thích tiên nữ như Y Tiểu Thư, nàng ấy chắc chắn sẽ không để ý chuyện này. Hạ Thiên nói không chút bận tâm, Mạc hội trưởng ngươi chắc chắn cũng rất thích nàng ấy phải không? Mạc An Luân hiển nhiên không ngờ Hạ Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, hắn sửng sốt một chút rồi cười nhạt, bác sĩ Hạ, ta nghĩ ngươi chắc đã biết ta có bạn gái. Ngươi có bạn gái cũng có thể thích Y Tiểu Thư mà. Hạ Thiên nhìn Mạc An Luân, nam nhân bình thường đều sẽ thích nàng, chẳng lẽ ngươi không bình thường? Bác sĩ Hạ, ta nghĩ mình rất bình thường. Mạc An Luân cười nhạt một tiếng. Nói như vậy, ngươi thật sự thích Y Tiểu Thư. Hạ Thiên lại tiếp tục hỏi. Bác sĩ Hạ, ta cũng không có nói như vậy, ta đúng là một nam nhân bình thường, nhưng ta đã có bạn gái. Trong giọng nói của Mạc An Luân có chút tức giận, làm phiền bác sĩ Hạ đừng tự đoán bừa. Điều này làm sao là tự đoán bừa chứ? Hạ Thiên lắc đầu thở dài, đây rõ ràng là suy luận rất bình thường. Bác sĩ Hạ, nếu như ngươi không muốn làm trợ lý của ta thì bây giờ có thể rời đi. Y Tiểu Âm lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nàng phát hiện cái tên khốn kiếp kia muốn kiếm chuyện, hơn phân nửa là không muốn tiếp tục đóng vai người thường nữa. Hạ Thiên nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Y Tiểu Âm vài giây rồi nở nụ cười rực rỡ với nàng, sau đó không còn lên tiếng nữa. Lúc này, đoàn người đúng lúc đi đến khách sạn, một nữ tiếp viên đón khách đang đứng ở cửa, với lại, vị tiểu thư tiếp khách này cũng rất xinh đẹp. Mỹ nữ, người có bạn trai chưa? Hạ Thiên hỏi. Điều đó khiến nữ nhân kia sững sờ, hiển nhiên không kịp phản ứng lại. Nếu ngươi không có bạn trai, vậy ngươi có muốn tìm một người bạn trai không? Hạ Thiên lại hỏi. Y Tiểu Âm lập tức hơi xúc động muốn đánh chết Hạ Thiên, hắn điên rồi phải không? Mới nhìn thấy mỹ nữ là lập tức tiến tới bảo người ta làm bạn gái. Ta còn chưa có bạn trai. Vị tiểu thư tiếp khách xinh đẹp kia cuối cùng cũng phản ứng lại. Vậy để ta giới thiệu cho ngươi một người bạn trai, ngươi nhìn thấy vị Mạc hội trưởng kia không, đẹp trai nhiều tiền. Mặc dù bây giờ hắn đã có bạn gái, nhưng soái ca có tiền giống hắn tìm 8, 9 cô bạn gái cũng là chuyện rất bình thường. Hạ Thiên chỉ tay về phía Mạc An Luân, bắt đầu ra sức giao hàng. Bác sĩ Hạ, Mạc An Luân cuối cùng không thể nhịn được nữa, cắt đứt Hạ Thiên, ta nhớ là mình không có đắc tội ngươi thì phải. Không có nha, Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội. Nếu ngươi đắc tội ta thì tại sao ta còn giới thiệu bạn gái cho ngươi chứ? Ngươi chơi đủ chưa? Y Tiểu Âm trừng Hạ Thiên, tên khốn kiếp này thực sự muốn làm nàng điên lên. Nàng vốn dĩ cho rằng bảo hắn giả dạng làm người bình thường thì sẽ không có chuyện gì, nào biết hắn giả dạng làm người bình thường cũng có thể gây sự. Trước đó hắn thích đánh người, hôm nay tốt rồi, không có đánh người, cũng không mắng chửi người, nhưng hắn vẫn có thể đắc tội người ta như cũ. Ta thật sự chỉ muốn giới thiệu bạn gái cho Mạc hội trưởng thôi. Hạ Thiên giải thích một cách vô tội, hắn ngẫu nhiên làm chuyện tốt chẳng lẽ còn không được sao? Y Tiểu Âm hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, dứt khoát không nói thêm gì nữa, lập tức đi vào bên trong. Y Tiểu Thư, mời đi bên này. Mạc An Luân vội vàng đi theo sau, bắt đầu chỉ đường cho nàng. Bác sĩ Hạ, sao ngươi lại làm như vậy chứ? Ta muốn giới thiệu bạn gái cho ngươi. Nhưng ngươi lại muốn giới thiệu bạn gái cho bạn trai của ta. Ba Lê có chút không vui,
chuyện đó chẳng phải là hại ta sao? Ta chỉ muốn khảo nghiệm bạn trai giúp ngươi thôi, ngươi chắc nên cảm ơn ta. Hạ Thiên cười hì hì, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đuổi theo y y tiểu tiên nữ đây. Hạ Thiên dừng một chút, lại bổ sung một câu, hình như không phải tiểu tiên nữ, mà là đại tiên nữ. Dù sao thì vợ y y nhà hắn bất luận là tuổi tác hay một ít chỗ nên lớn đều rất lớn. Lúc này, Hạ Thiên đang đuổi theo y tiểu âm, tâm trạng của hắn rất vui vẻ, dạo gần đây hắn thường xuyên cảm thấy nhàm chán, trên thế giới này, đã không còn bao nhiêu việc có thể khiến hắn hứng thú nữa. Có điều hiện tại hắn lại cảm thấy, làm bộ thành người bình thường quấy rối bên cạnh vợ y y chơi rất vui. Nếu cuối cùng vợ y y chịu không nổi, quyết định làm vợ hắn vậy thì càng tốt. Ở bên cạnh thần tiên tỷ tỷ có thể làm một bé ngoan vui sướng, ở bên cạnh vợ y y không cách nào làm bé ngoan, nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Hạ Thiên tự nói với bản thân. Hiện tại, đám người đã tiến vào một căn phòng xa hoa, trên một cái bàn lớn đủ để 20 người ngồi, bày rất nhiều món ăn. Đối với bọn hắn thì có hơi nhiều, trước đó Mạc An Luân nói cái gọi là tiết kiệm xem ra xác thật là rất dối trá. Y tiểu thư, mời ngồi. Mạc An Luân tiếp đón y tiểu âm. Mà khi y tiểu âm mới vừa ngồi xuống, Hạ Thiên lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng. Mạc An Luân dường như rất muốn ngồi bên cạnh y tiểu âm, nhưng bàn lớn như vậy, nếu như hắn nhất định phải ngồi gần nàng ta thì sẽ khiến người khác cảm thấy có vấn đề. Kết quả là Mạc An Luân ngồi cách y tiểu âm vài cái ghế, bạn gái siêu mẫu ba lê của hắn thì ngồi ở ngay bên cạnh, mà hai vị bác sĩ còn lại có lẽ đã nhận ra bản thân chỉ là nhân vật làm nền, cho nên lựa chọn ngồi ở đằng xa. Có chút đói bụng, lúc này, Hạ Thiên lẩm bẩm nói một câu, tiếp đó cũng không hỏi những người khác, bắt đầu múc đồ ăn cho mình. Kế tiếp đám người đều trợn tròn mắt, vì bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ăn ngấu nghiến, tư thế kia thực sự không khác gì quỷ đói đầu thai. Trước đó những người khác đã dùng chút thức ăn ở trên du thuyền, vốn dĩ không quá đói, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên như sợ người khác cướp thức ăn với mình, nên mọi người đều không dám động đũa. Cứ như vậy, một bàn cơm trưa phong phú không đến nửa giờ đều trôi vào bụng của Hạ Thiên, những người khác ngồi yên không nói một lời nào. Bầu không khí hết sức xấu hổ. Đặc biệt là y tiểu âm, lúc này nàng rất muốn bóp chết Hạ Thiên, hắn tuyệt đối đang cố ý gây rối. Hình như ta còn chưa ăn no, Hạ Thiên tự lẩm bẩm. Bác sĩ Hạ, bao lâu rồi ngươi chưa ăn cơm vậy? Ba Lê không nhịn được, hỏi một câu. Mới đây thôi, chỉ là lượng cơm ăn của ta tương đối lớn. Hạ Thiên cười hì hì, ta nhớ ra rồi. Hình như đây chính là nguyên nhân ta không tìm được bạn gái, ta muốn tìm một cô bạn gái nuôi ta, nhưng người bình thường lại không thể nuôi nổi ta. Ba Lê rất cạn lời, đây là chuyện hoang đường gì vậy? Tìm bạn gái nuôi hắn. Y y đại tiên nữ, nếu không thì ngươi làm bạn gái của ta đi. Dù sao ngươi rất có tiền, nhất định có thể nuôi nổi ta. Hạ Thiên lại nhìn về phía y tiểu âm, dáng vẻ thương lượng vô cùng nghiêm túc. Đủ rồi, một tiếng gầm vang lên, nhưng người không thể nhìn được nữa không phải y tiểu âm, mà là Mạc An Luân, hắn vỗ bàn đứng dậy, họ Hạ kia, ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức cút ra ngoài cho ta, chỗ này không chào đón ngươi. Mới đó mà đã không nhịn được sao? Hạ Thiên nhìn Mạc An Luân, vẻ mặt có chút thất vọng, ta còn muốn chơi thêm một lúc nữa. Xin lỗi y tiểu thư, vị bác sĩ Hạ này rõ ràng không phải tới đây để tham gia trao đổi y thuật, hắn chỉ tới để quấy rối, bây giờ ta chỉ có thể mời hắn rời đi. Mạc An Luân nhìn y tiểu âm, giọng điệu thoáng dịu xuống một chút, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Vợ y y, thật ra tên ngu ngốc kia nói không sai, ta vốn dĩ cũng không phải tới đây để tham gia trao đổi y thuật. Ta chỉ đến làm trợ lý cho nàng. Hạ Thiên cười hì hì với y tiểu âm. Ngươi xưng hô bậy bạ cái gì vậy? Y tiểu âm cắn răng, có chút tức giận nói. Vợ y y, ta không có gọi sai nha. Hạ Thiên bày ra dáng vẻ vô tội, ta vẫn luôn kêu nàng như vậy mà, chẳng lẽ bây giờ nàng muốn ta gọi là vợ y y đại tiên nữ? Xưng hô kia có hơi dài một chút, nhưng nếu vợ y y thích thì ta cũng không để ý. Im miệng, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Ngươi đứng đó nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tại sao y tiểu thư có thể là vợ của ngươi được chứ? Tiếng gầm thét này không phải của ai khác, chính là Mạc An Luân, hiện tại hắn đã vô cùng tức giận, họ Hạ kia, ta nói lại lần nữa, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy không vợ y y, ta đã bảo tên kém thông minh kia có ý đồ không tốt với nàng rồi mà. Hạ Thiên nhìn y tiểu âm rồi cười rực rỡ, mới vừa rồi còn không dám thừa nhận. Đáng tiếc nhanh như vậy đã không nhịn được rồi.
Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Mạc An Luân, lười biếng nói, nè đồ ngốc, y đại tiên nữ chính là vợ xinh đẹp của ta, nếu ngươi không phục thì có thể tới đánh ta. Trong khi nói chuyện, Hạ Thiên đột nhiên vươn tay ôm Y Tiểu Âm, đồng thời cười hì hì với nàng, vợ y, tới đây nào, cho chồng ôm một cái. Buông tay ra, trong nháy mắt, trên người Y Tiểu Âm lập tức tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, nhìn như đã thật sự tức giận. Vợ y, tại sao nàng vẫn nhỏ mọn như vậy? Cửu nha đầu còn không hẹp hòi như nàng đâu, nàng ấy còn để ta ôm rất nhiều lần. Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ y không thèm cho hắn mặt mũi gì cả, nếu không cho hắn ôm trong lén lút thì cũng phải cho người chồng này một chút thể diện trước mặt người ngoài chứ. Y Tiểu Âm không nói gì, cũng không có dãy giụa, nàng chỉ nhìn Hạ Thiên với đôi mắt lạnh như băng, mà Hạ Thiên có thể cảm nhận rõ cơ thể mềm mại của nàng ấy đang trở nên cứng ngắc, thậm chí còn có một chút run rẩy. Tốt thôi, vợ y, nàng đừng nóng giận. Hạ Thiên nhanh chóng buông Y Tiểu Âm ra, lần sau, ta muốn ôm nàng sẽ hỏi trước một tiếng. Y Tiểu Âm vẫn không nói chuyện, nhưng sự lạnh lùng trong mắt đã dần dần biến mất. Y Tiểu Thư, hắn, rốt cuộc thì hắn là ai? Mạc An Luân nhìn Y Tiểu Âm, hai mắt hắn đỏ bừng, phẫn nộ, lại khó có thể tin. Mạc hội trưởng, ta đã nói rồi, hắn là trợ lý của ta, còn về ta và hắn còn có quan hệ như thế nào thì đây là chuyện riêng của ta. Y Tiểu Âm đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh trước đó, giọng điệu cũng trở nên rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này lại càng làm cho Mạc An Luân muốn điên lên. Bởi vì ai nấy đều có thể nhìn ra được Hạ Thiên và Y Tiểu Âm có quan hệ không tầm thường. Đặc biệt là cảnh tượng Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm càng làm cho mọi người không thể tin nổi vào mắt mình. Cho dù Y Tiểu Âm đã quát lớn Hạ Thiên bảo hắn buông tay ra, Hạ Thiên cũng thật sự buông tay, nhưng sau đó hai người lại khôi phục như bình thường, điều này có ý nghĩa gì? Nếu giữa hai người không có quan hệ đặc biệt thì sao lại có thể xem như không có việc gì chứ? Không nói cái khác, đổi thành một nam nhân khác thử ôm Y Tiểu Âm xem. Tuyệt đối không thành công. Nếu Y Tiểu Thư đã nói vậy thì thôi, ta mặc kệ chuyện riêng của ngươi, nhưng hôm nay là chuyện chung của hiệp hội. Ta hy vọng vị trợ lý của ngươi lập tức rời đi. Mạc An Luân chậm rãi nói. Cũng được, giọng điệu của Y Tiểu Âm đạm nhiên, tiếp đó nàng đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Vợ y, chúng ta đi ngay bây giờ à? Hạ Thiên lại có chút không tình nguyện đứng lên, thật ra chúng ta có thể ở lại đây chơi vài ngày nha. Hòn đảo này không tệ, khách sạn cũng không tồi, rất thích hợp để ta và nàng hưởng thụ thế giới của hai người, hay chúng ta đuổi bọn hắn đi đi. Ngươi có thể ở lại một mình. Y Tiểu Âm tức giận nói, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Này, vợ y, chờ ta một chút. Hạ Thiên vội vàng đuổi theo. Mà đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến tiếng gầm thét của Mạc An Luân, đứng lại. Y Tiểu Âm dừng bước quay đầu nhìn Mạc An Luân, âm thanh bình tĩnh, Mạc hội trưởng, mấy năm này, ta vẫn luôn lui tới hiệp hội các ngươi vì ta cảm thấy các ngươi đúng là muốn phát triển trung y, nhưng bây giờ ta muốn rời khỏi hiệp hội này. Có đôi khi Y Tiểu Âm cảm thấy tên khốn kiếp Hạ Thiên này thật là một người kỳ quái, mặc dù hắn thường xuyên nói một vài chuyện không đàng hoàng, nhưng cuối cùng mọi thứ đều đúng. Giống như trường hợp của Mạc An Luân, nàng vốn dĩ cho rằng đối phương thật sự không có ý đồ gì với nàng, dù sao thì hắn đã có một bạn gái siêu mẫu, tình cảm ổn định, nhưng bây giờ sự thật lại chứng minh nàng sai rồi. Hạ Thiên mới chỉ hồ nháo một hồi đã khiến Mạc An Luân hoàn toàn bại lộ, hoàn toàn không màng tới bạn gái siêu mẫu đang ngồi bên cạnh mình. Có lẽ từ lúc bắt đầu, cô bạn gái siêu mẫu của Mạc An Luân cũng chỉ là để che giấu mà thôi. Y Tiểu Âm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tiểu tử kia thật sự là nam nhân của ngươi. Mạc An Luân nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ hắn vẫn khó mà tin được, tên tiểu tử họ Hạ đó sao có thể là nam nhân của Y Tiểu Âm được chứ? Y Tiểu Âm là ai? Đó là Y Tiên, nàng có cái danh xưng này không chỉ là vì y thuật như thần tiên, mà còn vì dung nhan như tiên nữ của nàng. Khí chất của nàng ấy không khác gì một tiên nữ, mà một tiên nữ nhìn như không dính khói lửa trần gian thế mà lại có một nam nhân như vậy. Không tin. Hắn thật sự không tin. Vợ y, nàng có muốn biết biện pháp tốt nhất để thoát khỏi người theo đuổi là cái gì không? Chính là nói cho hắn biết là nàng đã có chồng rồi, tên đần kia thoạt nhìn vẫn không tin, không bằng nàng lại để cho ta ôm một chút. Hạ Thiên mới nói tới đây thì phát hiện ánh mắt của Y Tiểu Âm có chút lạnh lẽo, hắn lập tức đổi giọng, Vợ y, ta thấy nàng tới ôm ta thì tốt hơn, hoặc nàng hôn ta một cái, như vậy thì có thể để cho tên ngu ngốc kia tuyệt vọng rồi. Ngươi rất rảnh phải không? Y Tiểu Âm lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, tên khốn kiếp này chỉ biết tìm cớ để sàm sỡ nàng,
chẳng lẽ trong đầu của hắn không có chuyện gì là bình thường sao? Vợ y y, bây giờ ta đúng là rất nhàm chán. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội, ta vốn dĩ còn muốn diễn thêm một lúc nữa, nào biết tên đần đó nhanh như vậy đã không nhịn được rồi, không thú vị gì cả. Hạ Thiên quay đầu nhìn Mạc An Luân, lại nói, nè đồ ngốc, ngươi đừng hỏi nữa, ta đương nhiên là nam nhân của vợ y y rồi. Có phải ngươi muốn cướp vợ của ta không? Ta cho ngươi biết, ngươi dám cướp vợ của ta chỉ có hai cái kết cục, một là bị ta đánh chết, hai là biến thành thái giám, ngươi chọn cái nào? Y Tiểu Âm, đường đường là y tiên, ngay cả nam nhân của mình mà ngươi cũng không dám thừa nhận sao? Mạc An Luân vẫn cố chấp nhìn Y Tiểu Âm, hắn không muốn tin lời nói của Hạ Thiên, hắn cần Y Tiểu Âm chính miệng nói ra thì mới có thể hết hy vọng. Mạc tiên sinh, đây là chuyện riêng của ta. Ta không nhất thiết phải trả lời vấn đề này cho bất kỳ ai. Ánh mắt của Y Tiểu Âm thanh lãnh, ta cũng không có gì không dám thừa nhận, đúng vậy, hắn đã từng là nam nhân của ta. Vợ y y, tại sao nàng muốn thêm hai chữ đã từng chứ? Rõ ràng bây giờ ta cũng là nam nhân của ngươi mà. Hạ Thiên lập tức không vui, cái gì gọi là đã từng, vợ y y muốn tạo phản rồi sao? Tại sao ta lại muốn thêm hai chữ đã từng, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Y Tiểu Âm có chút tức giận nhìn Hạ Thiên, tên khốn kiếp này đã từng dùng loại thủ đoạn không biết xấu hổ để có được nàng, nhưng hiện tại nàng sẽ không lại để cho hắn đắc thủ. Vợ y y, bây giờ ta cũng là chồng nàng nha. Hạ Thiên vẫn còn bất mãn, không được, nàng không thể thêm đã từng, nàng phải nói bây giờ ta cũng là nam nhân của nàng. Bây giờ có phải hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng. Tốt thôi, vợ y y, nàng như vậy là không đúng. Hạ Thiên có chút không vui, ta phát hiện nàng mới là người không ngoan nhất, muội muội chân dài cũng không hư bằng nàng. Vậy thì ngươi đi tìm ai đó ngoan ngoãn hơn đi, đừng đến quấn lấy ta. Y Tiểu Âm gần như buột miệng thốt ra, mà trong câu đó dường như có thêm nhiều hơn một chút hương vị tức giận. Đủ rồi, các ngươi chớ ở đây liếc mắt đưa tình trước mặt ta. Mạc An Luân giống giận, Y Tiểu Âm, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một tiên nữ, nhưng ngươi cũng chỉ là thứ tiện. A, à, Mạc An Luân còn chưa mắng xong thì đã hét thảm một tiếng, một cái đĩa đập vào miệng hắn. Nè, thằng ngu kia, đừng có ở đó mà hô to gọi nhỏ với vợ của ta, càng đừng nghĩ tới việc mắng nàng ấy. Hạ Thiên không vui nhìn Mạc An Luân. Là ngươi đánh ta, là ngươi đánh lão tử. Tốt, rất tốt, Mạc An Luân nhìn Hạ Thiên, tức giận thở hổn hển, lên đi, lên hết cho ta, đánh chết cái tên vương bát đản này cho ta. Sau tiếng giống giận của Mạc An Luân, có hai bóng người nhào về phía Hạ Thiên, nhìn qua thì thân thủ không tồi. Các ngươi muốn làm cái gì? Y Tiểu Âm cau mày. Người động thủ cũng không phải vệ sĩ của Mạc An Luân, trên thực tế thì vệ sĩ của Mạc An Luân không có đi vào, hai người lao về phía Hạ Thiên chính là nữ bác sĩ và người đàn ông đầu trọc. Làm cái gì à? Mạc An Luân nở nụ cười mỉa mai, đương nhiên là giết chết tiểu tử này, nhưng yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ bình yên vô sự. Nếu ngươi thích nam nhân như vậy, ta sẽ... A, à, ách! Hai tiếng kêu thảm cắt đứt câu nói của Mạc An Luân, nữ bác sĩ và gã đầu chọc kia đã bay ngược về phía sau, tiếp đó ngã mạnh xuống đất bên cạnh Mạc An Luân. Vợ y y, dạo gần đây hình như nàng đã trở nên hơi ngốc rồi, chẳng lẽ nàng không nhận ra hai tên ngu si kia không phải bác sĩ chân chính sao? Hạ Thiên cười hì hì, vẫn là chồng của nàng thông minh nhất, vừa nhìn thấy bọn hắn ở trên du thuyền thì ta đã biết hai tên kém thông minh kia có vấn đề rồi. Y Tiểu Âm không nói gì, đúng là nàng vẫn cho rằng hai người kia là bác sĩ chân chính, dù sao thì mấy năm trước nàng đã thấy bọn hắn ở trong Hiệp hội Trung Y Vọng Cảng, nhưng điều này đã chứng minh Mạc An Luân muốn đánh chủ ý tới nàng ngay từ đầu rồi. Mà lúc này Hạ Thiên lại nói, nè nè, vị Mỹ nữ ba lê kia, người không định làm chút gì sao? Mỹ nữ nê ba, bùn. Y Tiểu Âm sửng sốt một hồi, nhưng trong phòng trừ nàng ra thì chỉ có siêu mẫu ba lê kia, và lại, lúc này... Hạ Thiên cũng đang nhìn ba lê, cho nên, rất hiển nhiên, hắn đang nói chuyện với mỹ nữ siêu mẫu đó. Nhưng rõ ràng người ta tên là ba lê, hắn lại cứ gọi người ta là nê ba, vậy chẳng phải là sỉ nhục người ta sao? Chuyện đó, bác sĩ Hạ, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hình như ba lê cũng nhận ra nàng chính là mỹ nữ nê ba trong lời hắn, bây giờ trông dáng vẻ của nàng còn có chút bất an. Đúng vậy. Đang nói người đó, ta cảm thấy tên của ngươi nên đổi một chút sẽ tốt hơn, ba lê tục quá, vẫn nên đặt tên là nê ba thì hơn. Hạ Thiên cười hi hi và nói, rất nhiều trẻ con thích nghịch bùn,
nhưng mà ta không còn nhỏ nữa nên ta không nghịch bùn nữa. Nhưng tên ngốc như Mạc An Luân, trí thông minh chả khác gì trẻ con, nên có lẽ sẽ thích cô. Ni ba đọc là ni ba nghĩa là bùn. Chết tiệt, má ngươi mới là tên ngốc. Mạc An Luân gầm lên, võ thuật của ngươi không tệ đúng không? Có thể đánh đúng không? Nhưng ngươi có biết đây là nơi nào không? Ta nói cho ngươi biết, trên hòn đảo này, đều là người của ta. An Luân, ngươi đừng kích động. Lúc này, Ba Lê giống một nữ nhân bình thường, đang thuyết phục Mạc An Luân. Im miệng, Mạc An Luân quát Ba Lê, ngươi nghĩ ngươi là thứ gì? Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Lúc trước ta cần ngươi giúp lão tử che đậy, bây giờ không cần rồi. An Luân, ngươi, sắc mặt của Ba Lê đột nhiên tái nhợt, chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi, ngươi, không lẽ ngươi đối với ta không có một chút? Không có, Mạc An Luân mất hết kiên nhẫn cắt ngang lời của Ba Lê, ta với ngươi không có chút tình cảm nào, cũng không luyến tiếc gì, đến thân thể của ngươi ta cũng đã chơi đến chán rồi. Ngươi, ngươi, Ba Lê lấy tay che miệng lại, quay người chạy ra khỏi căn phòng. Này, có chút không đúng rồi, Hạ Thiên tự mình lẩm bẩm. Diễn biến của chuyện này, dường như có chút không giống so với dự đoán của hắn. Tất cả các người đến đây đi, dẫn theo tất cả mọi người đến. Lúc này, Mạc An Luân đã lấy điện thoại ra, đang gọi điện thoại cho ai đó, hiển nhiên đang gọi người đến. Thật sự làm ta thất vọng, một chút sáng tạo cũng không có. Hạ Thiên cảm thấy thất vọng, hắn vung tay, cái bàn thức ăn lớn, đột nhiên bị nhấc lên, sau đó, đĩa muỗng trên bàn, đều bay về phía của Mạc An Luân. Mạc An Luân chưa kịp hét lên tiếng nào, cái bàn đã rơi xuống đất, hắn ta liền bị đè ở phía dưới cái bàn lớn, không biết sống chết. Vợ y y, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm cười hi hi, sau đó đưa tay ra trước mặt nàng, được ôm không? Y Tiểu Âm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó rời khỏi căn phòng, ngay sau đó, đi ra phía ngoài khách sạn. Hạ Thiên cũng đi theo ra ngoài, nhưng lúc hai người họ ra ngoài, có thể thấy được không ít người đang chạy nhanh đến đây. Có mấy người mặc đồ của bảo vệ, cũng có một số mặc vest và đi giày da, hiển nhiên, đây là nhóm người khi nãy Mạc An Luân gọi điện thoại kêu đến. Khoan hãy nói, người còn khá nhiều. Xem ra, lần này chỉ sợ Mạc An Luân đã sớm định làm gì đó rồi, nếu không đã không sắp xếp nhiều người như vậy, mà Hạ Thiên chỉ khiến cho Mạc An Luân hành động sớm hơn một xíu thôi. Vợ y y, chúng ta ở đây chơi một lát đi, đợi một thời gian nữa, không chừng ở đây có kịch hay để coi. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Có ý gì? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, có phải ngươi đã làm gì đó rồi không? Vợ y y, ta thật sự không có làm gì cả, chẳng qua chắc chắn sẽ xảy ra một ít chuyện. Hạ Thiên rất nghiêm túc, hay chúng ta ra ngoài biển chơi đi, sau đó đi tắm biển, đợi một lát nữa xem kịch. Ta không rảnh như vậy. Y Tiểu Âm không muốn nói chuyện, ta về vọng cảng trước, ngươi muốn đi hay không tùy. Nhưng, vợ y y, chúng ta không về được. Không có thuyền cũng không có máy bay. Hạ Thiên lập tức nói. Y Tiểu Âm lười nói chuyện với Hạ Thiên, trực tiếp biến thành cái bóng, rất nhanh lướt trên mặt biển. Vợ y y, nàng không phải nói thích làm người bình thường sao? Hạ Thiên rất nhanh đã đuổi kịp Y Tiểu Âm, sánh bước trên bờ biển với Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm lười không muốn để ý Hạ Thiên, cái tên khốn nạn này còn dám nói giả dạng làm người bình thường với nàng, mấy giờ trước, lại làm cho mọi chuyện loạn hết lên. Mặc dù không tính là chuyện gì xấu, nhưng nàng cảm thấy, nếu nàng muốn trải qua cuộc sống của người thường, lựa chọn duy nhất chính là cách xa Hạ Thiên. Thật ra, vợ y y, nàng để ta ôm nàng bay về, như vậy nàng vẫn là người bình thường rồi. Hạ Thiên đứng một bên nói. Y Tiểu Âm vẫn không để ý tới Hạ Thiên, nhưng trong lòng đang mắng hắn, cái tên khốn nạn này nằm mơ đi. Được thôi, vợ y y, bây giờ ta có chút mệt, hay nàng ôm ta về đi. Hạ Thiên lại có ý tưởng mới. Ngươi có thôi hay không? Y Tiểu Âm cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa rồi, đã 10 năm rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Ta sẽ không để ngươi lại chạm vào ta nữa đâu. Vợ y y, nhỏ mọn không phải là thói quen tốt, nàng phải từ từ thay đổi mới được. Hạ Thiên rất nghiêm túc nói, ngoài ra, thật ra thời gian mười mấy năm khá ngắn, chúng ta đều là người có thể sống lâu không chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.